chương 2261, không dám. Màn trưởng chúng tướng rối rít tràn đầy đồng cảm gật đầu, trừ hai chữ này ra, dường như thật không còn có bất kỳ từ ngữ nào khác, có thể chính xác hình dung được vị công tử ôn văn nhĩ nhã phong thần, như ngọc này nữa. Mụ nội nó chứ, trên thế giới này lại còn có người vong mạng như vậy. Một vị tướng quân rất đột ngột đứng lên, vội vã đi ra ngoài. Ngươi làm gì thể? Mộc Thiên Lan rất là không vui, có khách quý ở chỗ này, làm như vậy thật không hiểu chuyện, thật làm cho ta mất thể diện vị tướng quân kia nghiêm mặt quay đầu lại nói, đại soái cho ta đi nhà vệ sinh mới vừa rồi mặc dù chẳng qua là, nghe nhưng cũng cảm giác mắc đái, thật là ta sợ muốn chết. Một thân mồ hôi vô ý lời này vừa nói ra thể, nhưng lại nói được suy nghĩ trong lòng mọi người. Vô số tướng quân ngày thường tự xưng là, to gan lớn mật dối rít vẻ mặt đau khổ không người đứng lên nói, ta cũng vậy muốn đi nhà vệ sinh, ta cũng vậy mắc đái. Thật sự là quả thực vô văn hóa. Mộc Thiên Lan giận dữ đứng lên nói, ta đi nhà vệ sinh đem bọn họ bắt trở lại người còn chưa có đi ngươi đi bắt cái gì rất hiển nhiên mộc soái cũng bị dọa đến mắc đái bất quá người ta lão luyện thành thục tự có đối sách đối với cái này có cách nói hợp lý không nói tạ đan quỳnh bên này quay đầu lại nói phía vũ trì trì và nguyên thiên hạn bên kia sau vụ nổ tình cảnh quả nhiên là thê thảm không nỡ nhìn tin tưởng coi như là người có tâm địa sắt đá nhất trong thiên hạ mà nhìn thấy một màn này cũng có phải nhỏ nước mắt nếu nói ngày tận thể chỉ sợ cũng không ngoài như vậy thậm chí còn chưa chắc có thể so với sự thê lương nơi này trung tâm vụ nổ quân doanh bị quét sạch mà nơi đó lại sinh ra một cái hồ diện tích dị thường bát ngát hồ nước nhộn nhạo xích sóng lân lân chẳng qua là trên mặt nước có vô số vật lạ chuyện được copy tại đó là tóc kia là một ngón tay đó là một mảnh vải đó là một cái đầu người khắp hồ nước cũng là hồng màu đỏ như máu bên hồ là lan tràn mấy thịt vụn về phần địa phương xa xôi hơn có vô số đầu người bị gió thổi qua ở trên mặt đất quay tròn chuyển động một mảnh tĩnh lặng. Ở trong vụ nổ như vậy thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng bị dọa đến mức không phát ra nổi, ai nấy may mắn còn sống sót, tất cả binh sĩ khuôn mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, một mảnh hoang vu, một mảnh phế tích này, cái hồ này chính là quân doanh mà chúng ta mới vừa rồi còn liều mạng bảo vệ cùng chiến đấu sao? Một đám tàn binh thất hồn lạc phách, rất giống là hài tử lạc mẹ, phân thê thê thảm thảm kia quả thực làm cho người ta nghe thấy được mà rơi lệ thương tâm. Phương xa, một đạo nhân ảnh hô, một tiếng bay trở lại toàn thân quanh quẩn nồng đậm khói đen rồi quát to một tiếng thanh âm giống như thiên lôi nói ai làm ai làm y ốt cuộc là ai làm ta muốn đêm hắn bầm thây vạn đoạn a a người tới là mặc vân thiên đế nguyên thiên hạn người tới là mặc vân thiên đế nguyên thiên hạn nhưng giờ phút này thiên đế bệ hạ không còn uy nghiêm khí độ của ngày thường cả người lam lũ khuôn mặt đen si một bả vai bị mất đi cũng may là lúc này đang nhanh chóng khôi phục lại nhưng sự chật vật kia thì rõ ràng không thể nào che giấu được mới vừa rồi cái vụ nổ kia làm cho nguyên thiên hạn mặc dù có thông thiên tu vi nhưng hắn dù sao đang ở vị trí trung tâm chính diện thừa nhận lực lượng nổ mà lại hoàn toàn không phòng bị chút nào nếu không phải nguyên thiên hạn phản ứng rất nhanh thì suýt nữa ở trong vụ nổ này đã hoàn toàn biến mất vân diệt nếu thật sự hắn bị nổ chết thì nguyên thiên hạn đoán chừng thật sự đã biến thành khoáng cổ tuyệt kim một đời truyền thuyết vô hạn truyền kỳ trong thiên hạ từ cổ trí kim là thiên đế thứ nhất bị tạc nổ chết hay là thiên ma vương đầu tiên trong thiên hạ từ cổ trí kim bị hỏa dược nổ chết, vậy cũng là chết chân chính quá biệt khuất. Đối mặt với câu hỏi của nguyên thiên hạn không có một người nào có thể trả lời. Trên bầu trời tiếng gió gào thét, như khóc như tố, phương xa núi lở vẫn còn đang tiếp diễn, thanh âm oanh ùng ùng nối liền không dứt. Bệ hạ vũ chỉ chỉ vết thương đầy người xuất hiện ở trong tầm mắt nguyên thiên hạn, gào khóc nói, bệ hạ ao ô ô, ô quá thảm chúng ta thật sự là quá thảm. Đám ác ma trời đánh này, quá thảm âu, Nguyên Thiên hạn trừng mắt, vốn là tâm tình bất thuận đột nhiên lại còn chui ra một kẻ khóc tang, trong bụng tự nhiên càng thêm không vui nhưng thấy Vũ Chỉ Chỉ, hiện tại bộ dạng quá thê thảm, cả người cơ hồ cũng đầy thương tích, nhất thời không mắng được mà thở dài một tiếng nói, "Mau chỉnh quân đi." Vũ Chỉ Chỉ khóc thút thít đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người đi. Phương Sa, thừa tướng Y Lạc Nguyệt đồng dạng là một thân chật vật bay trở lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã ho khan một trận. Hắn vừa há miệng thì trong miệng đã tỏa ra nồng đậm khói đen vụ nổ này làm cho thừa tướng đại nhân đồng dạng thê thảm trí cực so với nguyên thiên hạn thì không kém hơn gì thật sự không nghĩ tới ở trên chiến trường thoáng cái lại trống rỗng xuất hiện một siêu cấp ác nhân như vậy trực tiếp dùng một đoàn tàu cao tốc cực kỳ khổng lồ cực kỳ siêu cấp chất đầy thuốc nổ phiêu diêu mấy ngàn vạn dặm mà trực tiếp nện xuống đầu đại quân còn mẹ nó tên khốn kiếp nào nghĩ ra được chú ý như vậy DXXCM nó y lạc nguyệt chửi ẩm lên nói quả thực là mất hết nhân tính phát rồ rồi có thể làm cho vực ngoại thiên ma cũng mắng là một mất hết nhân tính. Phát rồ rồi nói như vậy, Mạc Thiên Cờ cũng thật là đã đủ kiêu ngạo. Nguyên Thiên Hạn không nói một lời, quanh quẩn sát khí cơ hồ ngưng thành hình. Hắn âm thầm thề, nếu để cho hắn bắt được kẻ tạo hôm hạo kiếp hôm nay, nếu để cho tên kia sung sướng chết đi, thì hắn là có lỗi với thiên ma nhất tộc rồi. Trong xoáy trướng của tạ Đan Quỳnh, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhuế bất thông. Nhuế bất thông mới vừa rồi cơ hồ bị đánh thành bánh thịt người, nơi này nếu nói đánh cho thành bánh thịt, Tuyệt đối không phải là hình dung từ, mà thật sự chính là một khối bánh thịt, nhưng lại chỉ vận công một chút thì cả người thương thế, toàn bộ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biển mất. Từ từ toàn thân vết bầm tím chậm rãi biến mất, sắc mặt diện mục cũng dần dần khôi phục thành nguyên dạng, một lần nữa trở nên thần khí hiện ra như thật. Thằng này, tốc độ khôi phục quả thực là so sánh với Mộc Thiên Lan là thánh nhân, đỉnh cao thủ còn muốn mạnh hơn. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Dường như vượng hoàng niết bàn dục hòa trùng sinh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chúng tướng nhìn tạ đan quỳnh một chút, lại nhìn mạc thiên cơ một chút, nhìn nhìn nhuế bất thông một chút mà trong lòng rối rít có cảm giác như thế này. Mấy huynh đệ này của tạ khôi thủ, dường như ai nấy cũng là yêu nghiệt, mặc dù đi lộ số không tầm thường, nhưng tuyệt đối cũng là yêu nghiệt, điểm này xác định không thể. Nghi ngờ, tốt lắm rồi hà. Mạc thiên cơ vẻ mặt hiền hòa hỏi nhuế bất thông. Nhuế bất thông liều mạng gật đầu. Ngươi có muốn đánh ta báo thù hay không? ta cấp cho ngươi cơ hội đó. Mạc Thiên Cơ ôn nhu hỏi, tràn đầy khiêm nhường nói. Không cần, không cần, thật không dám. Nhuế bất thông mặt như màu đất, lắc đầu như trống bỏi nói. Chương 2262, vật cực tất phản. Thật bị hù chết, kể từ khi nghe nói Mạc Thiên Cơ, tùy thân mang mấy trăm nghìn cân thuốc nổ đi hơn 17 ngàn vạn dặm bôn ba, mà đến, Nhuế bất thông chỉ cảm thấy sao ót như có gió mát sưu sưu thổi vào. Suýt nữa bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn, về phần nói ý niệm muốn giao chiến với mạc thiên cơ thì trực tiếp giống như mặt trời làm tuyết tan một chút cũng không còn lúc này mới ngoan a à, biết tiến thối mới là người biết chuyện mạc thiên cơ cười ha ha hăng hái đắc chí vừa lòng nói sách lược này của mình tương đối thành công đối phó với nguyên thiên hạn cố nhiên là chủ yếu nhưng bên này đồng dạng là rất hữu hiệu dĩ nhiên đám cố độc hành tất cả cũng bị ta thiết kế đuổi giết khi bọn họ tới ngươi có thể liên lạc với bọn họ một chút Mạc Thiên Cơ đề nghị nói, liên hợp lại cùng nhau đánh ta, ta không ngần ngại, thật không ngần ngại mà, cái này đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Nhuế bất thông trong lòng đang có chú ý như vậy, nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, ngươi, ngươi nói ngươi. Mạc Thiên Cơ cười vô cùng ấm áp nói, đến lúc đó, ta hoặc là có liên hiệp với bọn họ để đối phó ngươi, chẳng qua là không biết, mấy người muốn đắc tội với ta đây. Ngươi nói bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tạ Đan Quỳnh cười lên ha hả. Đối mặt với lựa chọn như vậy, sợ rằng các huynh đệ cũng sẽ không trợ giúp nhuế bất thông. Bởi vì, trong các huynh đệ, người đáng sợ nhất chính là vị thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ này. Trình độ đáng sợ ngay cả lão đại sở dương cũng muốn kém hơn Mạc Thiên Cơ. Ngồi ở trong xoáy trướng, Mạc Thiên Cơ đang cẩn thận nghe tạ Đan Quỳnh, giải thích địa thể trước mặt cùng với tự thân trạng huống. Trong khoảng thời gian này, tạ Đan Quỳnh bên này bất kể là từ trên thực lực hay là từ dư luận quần chúng cũng ở vào thế toàn diện thảm đạm. Mộc Thiên Lan bản thân lại càng bị chửi lật ra cả tổ tông, thật ra quả thực nếu tổ tông 18 đời hắn có biết, cho dù biết rõ Mộc Thiên Lan vô tội, cũng phải báo mộng cho hắn, dạy dỗ hắn đừng để liên lụy đến tổ tông đời sau như vậy. Đối với chuyện này, Tạ Đan Quỳnh tự hỏi vô kế khả thi, không cách nào ứng phó được, hết đường xoay sở. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ tới, có tổ tông này tới, cái vấn đề khó khăn này một cách tự nhiên giao cho hắn xử lý. Bất quá trong 10 ngày làm sao tình thế lại hỏng bét như thế này. Mạc Thiên Cơ cau mày, trên đường đi hắn sử dụng tốc độ cao nên khó thu được tin tức, nên tin tức hắn biết được Vân dừng lại ở 10 ngày trước. 10 ngày trước, phe tạ đan quỳnh là hát vang khải tấu, nhất phái long trọng trì tượng, mấy ngàn vạn đại quân dơ kỳ phạt ma, quân dung cường thịnh, bất quá ngắn ngủn trong 10 ngày lại đến mức binh lực đã không còn tới ba thành. Trọng yếu nhất là chiến tâm binh sĩ suy sụp, tướng quân chiến y cũng không phải là cường thịnh, bất quá chẳng qua là do ngoại lực mạnh mẽ thúc đẩy, một khi hết đà thì chi quân đội này, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã hỏng mất, thế cục đến đây cơ hồ chính là hết cách xoay chuyển thật lòng không nghĩ tới tạ đan quỳnh bên này lại thành chật vật như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy nữa. Các ngươi bên này dơ kỳ phạt ma, tiêu diệt thiên ma ma nghiệt lẻn vào cửu trọng thiên khuyết, rõ ràng là đứng ở lẽ phải khống chế cục diện, hiện nay cư nhiên bị ép thành cái cảnh ngộ thê thảm này, thật sự. Mạc thiên cơ thật sâu than thở, ý khinh thường, khó có thể che giấu được. Mộc thiên lan khuôn mặt giả nua cũng trở thành như màu gan heo. Lời này thật sự là quá bẽ mặt nhau rồi tốt lắm, chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Mạc Thiên Cơ chẳng qua là nghi một lát rồi lập tức nói, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin dị thường. Ngươi muốn làm sao thì làm. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt sáng lên nói. Ha ha, ngươi có nghe nói qua một câu nói hay không, gọi là vật cực tất phản. Mạc Thiên Cơ hỏi. Nói xong lại là ha ha cười một tiếng rồi đi nghỉ ngơi. Mộc Thiên Lan đầy bụng hồ nghi nhìn theo bóng lưng Mạc Thiên Cơ rời đi nói. Hiện tại cũng đã đến tình cảnh như vậy rồi, chiến cuộc bất cứ lúc nào có thể sụp đổ hắn còn có biện pháp gì có thể thay đổi được càn khôn nếu nói là dưới gầm trời này còn có một người có thể thay đổi được loại cục diện này như vậy người này tất nhiên chính là hắn tạ đan quỳnh tràn đầy tin cậy nói yên tâm đi mạc thiên cơ nhất định có thể làm được về việc tính toán ngay cả lão đại sở dương cũng không phải là đối thủ của hắn đây là một kẻ tuyệt thể âm nhân tạ đan quỳnh không biết nói như thế nào liền có kết luận mục thiên lan ánh mắt hoài nghi Mạc Thiên Cơ sau khi xem xét chỉnh hợp tất cả tin tức tình báo, thì lập tức triển khai hành động nói, bước đầu tiên, tiến thêm một bước phát động thiên hạ dư luận, tiếp tục cuồng mắng Mộc Thiên Lan. Làm sao mắng thật khoa trương vào, làm sao mắng ác độc nhất, càng ác độc càng tốt. Tổ chức tình báo Thiên Cơ nhanh chóng đem cái lệnh này truyền ra ngoài. Mạc Thiên Cơ chỉ lệnh cho tổ chức tình báo Thiên Cơ là không có con đường thứ hai, bất kỳ chỉ lệnh nào nhận được cũng phải trăm chính xác thi hành, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ một điểm thành kiến nào kết quả là chỉ trong khoảnh khắc ở mặc vân thiên tất cả tổ chức tình báo thiên cơ bằng đường miệng cũng nhận được tin tức kia qua chốc lát sau một cỗ dư luận lên án mộc thiên lan lấy thế oanh oanh liệt liệt trước nay chưa có bao la hùng vĩ cuồn cuộn triển khai mộc thiên lan là người hèn hạ vô sỉ không tài không đức mà ở địa vị cao nhiều năm hôm nay âm mưu tạo phản chính là muốn mình làm hoàng đế mộc thiên lan đã từng chiếm đoạt mấy chục vạn cô nương xinh đẹp chỉ là vì tư dục quả thực chính là cầm thú cầm thú trong cầm thú Mộc Thiên Lan vì tu chỉnh phần mộ tổ tiên của mình mà mạnh mẽ di chuyển hơn 800 vạn nhân khẩu, chiếm cứ mấy chục vạn mẫu đất, làm cho vô số gia đình lang bạc kỳ hồ, vợ ly tử tán. Năm ấy Mộc Thiên Lan vì chiếm một cô nương mà bức tử cả nhà người ta, hành vi ti tiện quả thực làm người ta giận sôi. Mộc Thiên Lan vì muốn mua vui mà không tiếc giết chết mấy trăm người qua cuộc vật lộn đạo sức mà nhìn cười một tiếng. Mộc Thiên Lan một ngàn tội lớn thuật như sau. Bạn đang đọc truyện tại Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan vốn cũng chỉ có danh phản tặc mà thôi, hiện tại, chỉ bất quá qua một ngày thời gian cũng đã biến hóa nhanh chóng, biến thành một kẻ không chuyên ác nào không làm, tội ác tày trời, tội ác đầy đầu, phát rồ, không còn chút nhân tính này, là siêu cấp ác nhân. Thiên hạ ai không rõ chân tướng thấy nhiều chân tướng như thế, thì tự nhiên là ai nấy nghĩa phẫn điền ưng mắng to không dứt. Thì ra Mộc Thiên Lan muốn trộm đế vị lại còn có nhiều hành vi ti tiện như thế, lúc trước hắn đi cũng là hợp tình lý, mọi người nhất định lên án mạnh mẽ hắn, không mắng hắn quả thực chính là không đúng lương tâm nếu như mộc thiên lan là người ti tiện như vậy còn có mặt mũi nào sống ở trong thiên địa nữa dù sao ở trong lòng đại chúng hắn đã chết một ngày sau đó mộc thiên lan mới nhận được tin tức mới nhất này suýt nữa chính là một búng máu phun ra hắn lập tức đi tìm tạ đan quỳnh nói hắn chính là làm cho ta sáng tỏ như vậy sao ta thật là ta thật là liên tục nói bảy tám câu ta thật là đến mức khuôn mặt giả nua đỏ bừng lên mới rốt cục tức giận mắng một tiếng mẹ kiếp Tạ Đan Quỳnh miệng liệt liệt, che cái chắn nói, này, đây là sách lược. Chờ một chút nhìn rồi hắn nói. Mộc Thiên Lan lửa giận vạn trượng bỏ đi. Mấy ngày kể tiếp hắn vừa chiến đấu, vừa nghe bên ngoài thanh âm chửi rủa không ngừng thăng cấp. Mộc Thiên Lan cổ động tàn sát đồng bào, hàng năm người chết ở trong tay hắn đạt hơn ngàn vạn người. Thật ra thì Mộc Thiên Lan trước kia chiến đấu cũng là vì giành tư lợi, nếu không lấy nhân phẩm như hắn làm sao có thể được vị trí đệ nhất Mặc Vân Thiên, quân đội chứ. Đúng, không thành lập uy vọng hắn làm sao tạo phản đây? Tạo phản rồi, hắn làm sao có thể tụ lại được nhiều người như vậy đây? Mộc Thiên Lan dụng tâm ác độc chí cực, trước mắt cái cục diện này hắn đã bày đặt cả thảy mấy trăm vạn năm. Tất nhiên kỳ tâm có thể giết, thiên địa không tha. Mộc Thiên Lan đoạn thời gian trước giả nhân giả nghĩa nói, là người nào có chí riêng thì cứ đi, rồi sau khi người ta rời đi thì lại đánh chặn đường, hành vi kia quả thực là thiên nhân công phẫn. Mộc Thiên Lan, làm sao ngươi còn không chết đi a, à, ngươi mau đi chết đi cả thiên hạ đều cuồng mắng đều cuồng mắng một người mộc thiên lan nhưng từ từ dần dần có thanh âm phản đối cái thuyết pháp này hình như có chút quá mức đi mộc thiên lan tạo phản là tội cái này không thể nghi ngờ nhưng cũng không thể nói hắn như vậy háo sắc cũng còn thôi không đến nổi ngay cả nam sắc cũng háo sao thật đúng là có thể nam nữ ăn sạch sao đúng vậy a à, làm sao trong lúc bất chợt tất cả lỗi đã thành của mộc thiên lan vậy cái khác ta không cơ duyên quyền lên tiếng nhưng cái này khẳng định là không đúng mộc thiên lan phần mộ tổ tiên của hắn ở đế đô nơi đó làm sao có được mấy chục vạn mẫu ta lúc trước đã từng đặc biệt đi đo một chút nhiều nhất cũng chỉ có trên trăm mẫu mà thôi mộc gia tính ra cũng là đại gia tộc ít nhất trên trăm vạn năm mộ địa như vậy đã coi như là tương đối ít rồi làm sao ở trong miệng các ngươi lại thành mười mấy vạn mẫu điểm này khẳng định là không đúng đúng a à, đúng vậy a à, cái này cũng thật là quá đáng đúng mộc xoáy không háo nam sắc cũng chưa từng có mạnh đoạt dân nữ một tiết này tin tưởng cả đế kinh tất cả mọi người có thể làm chứng. Các ngươi mắng phản nghịch cái gì chúng ta không lời nào để nói, coi như là mắng hắn giả bộ, ra vẻ đạo mạo cũng có thể, nhưng cũng nên có một hạn độ thôi. Cũng không thể cái nước bẩn gì cũng hướng lên trên người mộc xoái mà dội a, à, còn mấy chục vạn dân nữ. Trên thế giới này có người nam nhân nào có thể thỏa mãn nhiều nữ nhân như vậy không? Cho dù thật sự là cầm thú trong cầm thú cũng không có khả năng kia, nói chuyện này cũng quá đáng rồi còn có cái này càng thêm không hợp thói thường, suốt một ngàn tội lớn. Cho dù Mộc Thiên Lan ngày ngày mướn trí năng đi hỗ trợ tìm kiếm cách để thành tội phạm, thì cũng không thể có đến một ngàn tội như vậy đi. Ai làm ra lời đồn như vậy rốt cuộc là có tâm tư gì? Quá biến thái sao? Tàn sát đồng bào? Làm? Sao cũng không thể một năm giết một nghìn vạn người đi, cho dù thật sự, do cho Mộc Soái giết một nghìn vạn người giết mất bao nhiêu thời gian đây? Cũng quá ly kỳ đi, Mộc Soái hàng năm xuất trinh bên ngoài, cho dù muốn giết cũng không có nhiều thời gian như vậy đi. Làm sao còn mỗi một năm giết một nghìn vạn người? Như thế thì người mặc vân thiên chẳng phải đã sớm bị mộc xoái giết sạch rồi sao? Người bố trí tội danh này cũng quá thiếu não đi. Trường 2263, danh tiếng thay đổi. Đúng, còn có cái này nữa, thả ra rồi đuổi giết không bằng ở trong quân doanh nhất cử trực tiếp xử trí không phải là bớt được không ít khí lực sao? Khi đó bọn họ cũng đang bị thiên đế đại quân bao vây, miên cưỡng đuổi giết nhiều người như vậy, còn không bị thiên đế đại quân phát hiện, căn bản là không khả năng, nếu những người kia bị thiên đế nhân mã giết đi, đó mới là điều có thể. Ha ha, ta chính là nói có thể có, khả năng tương đối lớn một điểm mà thôi, trong chuyên này sự hoài nghi thật sự là nhiều lắm, rất nhiều điều không hợp lý lẽ, không hợp tình lý, cùng sự thật không hợp. Đúng, vậy tại sao lại bôi đen mộc thiên lan như vậy đây? Hắn vốn đà bị nghìn người chửi rồi, sao phải đạp thêm mấy đá nữa làm gì? Trong chuyện này chỉ sợ là có điều cổ quái. Đúng, như vậy, cổ quái ở nơi nào? Những binh lính này cũng thật đã chết rồi. Nếu là nói như vậy, nếu không phải do Mộc Thiên Lan bên kia động tay chân, có khả năng nhất là chết ở trong tay ai? Người này nói đúng là nói nhảm, nếu không phải là Mộc Thiên Lan bên kia. Nhất định là do bệ hạ bên kia hạ lệnh xử tử. Hư, chớ có lên tiếng. Ta chính là nói có một cái khả năng, không nhất định nói là do bệ hạ làm mà, chẳng qua là khả năng tương đối cao mà thôi thiên hạ loạn như vậy chúng ta rốt cuộc nên tin ai đây cái này cái này trước sau trong năm sáu ngày thời gian Mạc vân thiên dư luận đả tỏ tình thế mọi người cùng mắng mộc thiên lan không khỏi biến thành một đoàn sương mù rất nhiều người cũng bắt đầu mê võng không biết làm sao còn có một chút hữu tâm nhân cũng bắt đầu suy tư bắt đầu truy tìm cái gọi là chân tướng đây rốt cuộc là chuyên gì xảy ra đây mộc thiên lan nếu quả thật có lòng muốn tạo phản hắn qua nhiều năm như vậy chỉ sợ sớm đã tạo phản rồi cần gì phải chờ tới bây giờ hắn vẫn chính là nhân vật có đỉnh quyền thế mà nếu tạo phản không phải là ước nguyên ban đầu của mộc thiên lan như vậy hắn tại sao phải làm như vậy trong đó đến tột cùng có nguyên nhân gì khiển hắn phải làm như vậy đây những người bị giết kia đều là mặc vân thiên quân nhân họ đã chủ động rời mộc thiên lan đi tại sao vẫn bị giết thiên đế bệ hạ đã từng hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện cũ mà chẳng lẽ nói thiên đế bệ hạ nuốt lời quân không có nói đùa không đến nỗi thể chứ đây chính là lớn nhỏ mấy trăm vạn người a à. đây rốt cuộc là vì cái gì đây khó hiểu a à. còn có chính là hiện tại chiến cuộc cũng là vạn phần quỷ dị thiên để bên kia rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo ổn chiếm thượng phong mà lại chậm chạp không lấy ưu thế binh lực tiến hành đại quy mô quyết chiến mà là sử dụng tiểu quy mô chiến đấu kia quả thực chính là chiến lược chịu chết ta nghe nói chẳng qua là nghe nói ngày đó thiên ma bị thương muốn nhanh chóng khôi phục như cũ cần có đại lượng linh hồn lực cái này thì có cái gì Sớm đã có tin đồn tương tự rồi, còn nghe nói Thiên Ma chỉ cần linh hồn của cao thâm võ giả thôi. Khụ khụ, ta là nói, ta thật ra là nói, lúc trước mục Thiên Lan không phải nói không phải nói là, a, à, ngươi là nói Thiên Đế bệ hạ cần đại lượng linh hồn lực. Đó chính là nói, ha ha ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, tùy tiện nói, chẳng qua là có thể thôi, thật sự là có thể, ta cũng đã được nghe nói Thiên Ma nhất tộc đích xác là có tà môn bản lãnh như vậy. Nói như vậy chẳng phải là nói Thiên Đế bệ hạ thật đúng là Thiên Ma, này, lời này há có thể là tùy tiện nói ra, nhưng nhiều chuyên như vậy, mọi chuyện đều chỉ hướng, không hề có đạo lý a. À. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, Mạc Thiên Cơ vận dụng thủ đoạn theo hướng này, bắt đầu từ phương hướng ngược nhau mà sinh ra dư luận ảnh hưởng vi diệu. Hơn nữa, hai bên đại quân đang giao chiến cũng bắt đầu sinh ra sự nghi kỵ, đều có băn khoăn, đều nương tay nên số thương vong chợt giảm mạnh. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đối với sự biến chuyển này lại không thể làm ra phản ứng quá lớn, bởi vì Trải qua vụ nổ lớn này, Nguyên Thiên Hạn thật vất vả mới khôi phục, được trở lại một điểm nguyên khí lại trực tiếp bị hủy hết. Thậm chí thương thể của thần hồn so với lúc bị thư họa, Song Vương Đả thương còn muốn nghiêm trọng hơn, đem một đống thiên tài địa bảo ăn vào lại, cũng chỉ có thể bù đắp được ngoại thương cùng tu vi thực lực, chứ không thể bù đắp được thần hồn thương thể. Cho nên Nguyên Thiên Hạn cũng rất bất đắc dĩ, nếu không chết rất nhiều người thì sao, cộ phe nhanh chóng bù được đây. Cho nên mặc dù biết rõ hướng dư luận đã có chút ít quẹo đi nhưng lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống mà thôi. Chỉ hy vọng người chết nhiều hơn một ít, như vậy thần hồn năng lượng có thể nhiều thêm một điểm. Mình cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, sau đó đem một thiên lan, nhất cử tiêu diệt và rồi mới quay đầu lại đối phó với các cánh quân khác. Theo dư luận cao hứng, từ từ lại bắt đầu diễn sinh ra những ngôn luận khác. Hắc, người biết không? Có người nhỏ giọng nói. Chuyên gì? Kê lỗ tay tới đây. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại.c.o. Em sao phải thần bí như vậy? chuyên gì a à? nghe nói ở bên kia trong chiến đấu xảy ra một vụ nổ lớn thiên đế bệ hạ từ đó bay ra cả người hắc khí tràn ngập hắc khí tràn ngập làm sao có cái bộ dáng này a à. đúng vậy hắc khí a à. nghe nói đó chính là nếu nói khí gì nhỉ thiên ma khí hí điều này sao có thể thiên đế bệ hạ hắn chớ có lên tiếng bị lừa rồi dcm ngươi muốn chết hả muốn chết cũng đừng hại chết lão tử này 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 cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi, chân chính là ngoài ý muốn đúng a? À? Chẳng lẽ mộc soái nói là sự? Thật, cái này, cái này, không nên bình luận. Có một người biết, sẽ có hai người biết, có hai ba người biết, sẽ có hai trăm người biết. Từ từ, cả Mạc Vân Thiên đều có người ghé đầu tiếp nhĩ, thần thần bí bí. Kết quả là, không ngừng có thanh âm như vậy truyền đi. Tê bị lừa rồi. Không thể nào. Bị lừa bị lừa bị lừa. Cùng lúc đó, một chút chiến tích, một chút thái độ của mộc thiên lan trong dĩ vãng cũng được hữu tâm nhân quảng cáo mộc soái thật ra là người tốt a à? đúng vậy a à, ta còn nhớ rõ mộc soái đã từng viết một bài thơ gọi là vạn mã thiên quân ra mặc vân chiến trường xương trắng thủ trung hồn thà rằng đem thân này vùi xa trường không phụ thương thiên không phụ tâm ai mộc soái bảo vệ mặc vân thiên trăm vạn năm thật sự là người bảo vệ quốc gia tốt nguyên thiên hạ là thiên ma chuyên này đã được chứng thật rồi chứng cớ vô cùng xác thực đây Xấu hổ xấu hổ, nghĩ tới ta lúc trước căn bản là một đám ngu ngốc, ở dưới dâm uy của thiên ma sinh sống nhiều năm như vậy mà còn không biết chân tướng, nếu không phải mộc soái Thật sự chẳng hay biết gì mãi cho đến chết, đó mới là triệt đầu triệt đuôi bi ai đây. Tin tức kia có đáng tin hay không? Người biết cái gì? Đến đây ta giải thích cặn kẽ cho, nói xong người cũng hiểu. Ô ô, thì ra, chân tướng là như vậy. Chúng ta xin lôi mộc đại soái A ta đáng chết A ta ngày hôm trước còn mắng hắn, ta thật băng khoăn a à ta cũng vậy đáng chết a à. chúng ta nên vì một soái chính danh thiên ma ma nghiệt cút ra khỏi mặc vân thiên lời này của ngươi đúng hẳn là nên giết sạch đi thiên ma chết bầm mẹ nó nhi tử ta còn đang ở trong quân doanh của nguyên thiên hạn phục vụ lão phu lập tức viết thơ mắng thằng oát con kia lại cùng thiên ma làm bạn quả thực chính là người gian trên chiến trường không khí từ từ trở nên có chút quỷ dị bảy tám ngày đi qua vũ chỉ chỉ rõ ràng phát hiện ra khi mình phát hiệu lệnh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía mình càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc hơn nữa các tướng sĩ cũng tựa hồ cũng có mất tinh thần tinh thần rất uể oải còn có một số người động một chút là chạy tới một cái lều thật là nhiều người ở trong này lặng lẽ nói gì đó nhưng chỉ cần mình đi vào là lập tức yên lặng như tờ chiến đấu cũng không còn khí thế giống như lúc trước nữa mà là hữu khí vô lực thanh âm phức tạp càng ngày càng nhiều và vũ trì trì cũng đã nghe được không chỉ một lần thiên ma bệ hạ không biết mà Mộc Thiên Lan bên kia, lúc này lại có chút nhàn nhà đi chơi, hai bên mỗi ngày chiến đấu tựa hồ như đang ứng phó vậy, nguyên bản chẳng đại chiến một ngày hai bên làm sao cũng chết mười mấy vạn người, nhưng liên tục mấy ngày qua, nhất là một hai ngày gần đây, cơ hồ cũng không ai chết giống như là hai chi quân đội thương lượng tốt lắm, ở trên chiến trường người đánh ngươi, ta đánh ta, sau đó chúng ta diễn một tuồng kịch, cứ như vậy đối phó qua. Kiếm tới như gió, nhiều chiêu thất bại, đao ra tựa như điện đao đao phách gió. Quyền tới vô lực, trưởng ra như bông vải dù sao là tất cả công kích, toàn bộ cũng không có lực sát thương, làm sao có thể có thương tích đây? Đây cũng gọi là đánh giặc sao? Vũ chỉ chỉ vội triệu tập chúng tướng chửi ẩm lên nói, các người con mẹ nó đánh giặc như vậy sao? Bỏ rơi nhiệm vụ, đại nghịch bất đạo. Như thế nghênh đón hắn là, ánh mắt tràn đầy chất vấn và còn có chút nghi ngờ của chúng tướng. Trong đó có một vị gà mờ tướng quân rốt cục không nhịn được lớn tiếng chất vấn nói, Vũ soái các huynh đệ muốn được giải thích thiên đế, bệ hạ đến cùng có phải là thiên ma hay không? Ta nghĩ ngài sẽ biết được chân tướng, ngài là người gần gũi thiên đế bệ hạ mà. Vũ chỉ chỉ nghe vậy lỗ mũi cũng sai lệch đi nói, người đây là nói cái gì đó? Lời đồn phản nghịch như thế mà ngươi cũng tin tưởng sao? Lại còn hỏi ra miệng, quả thực chính là không thể chấp nhận được sao lại là vô liêm sỉ, có phải hay không? Sao thiên đế bệ hạ không lấy ra chứng cớ để chứng minh mình? Để cho chúng ta không nghi ngờ nữa. Người nọ vẫn không phục, vẫn lớn tiếng phản bác nói. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi muốn thiên đế bệ hạ trần như nhộng để ngươi tới cẩn thận kiểm tra sao? Vũ trì chỉ, chỉ tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp không lựa lời nói. Tên gà mờ kia dò ràng còn có chút không thuận theo không buông tha, không phục không cam lòng. Vũ trì chỉ, chỉ co mày hạ lệnh nói, người đâu, đem đồ khốn kiếp này xuống, đánh 200 quân côn. Ở trong một mảnh trầm mặc, gà mờ bị kéo xuống. mươi 2264, ngự tọa đến. Chúng tướng vẫn trầm mặc. Trong đại trướng không khí giống như đông lại làm cho người ta rất khó chịu nhìn chúng tướng trầm mặc, vũ trì chỉ tức cơ hồ hộc máu. Hắn lần này trách phạt gà mờ kia là có hảo ý, hắn biết ngôn luận này nếu bị y lạc nguyệt nghe được, gà mờ kia trực tiếp chính là chết. Thậm chí mọi người tại đây cũng khó thoát khỏi sự liên quan nên lập tức lớn tiếng nói, ta nhắc lại một lần nữa. Thiên đế bệ hạ không phải là thiên ma, tuyệt đối không phải là như vậy. Người nào sau này còn hoài nghi nữa, trực tiếp chém đầu răn chúng. Đột nhiên, một cái thanh âm tràn đầy mỉa mai tò trên cao truyền đến, chỉ nghe thanh âm này nói, hắn không phải là thiên ma. Như vậy ngươi mới là thiên ma sao? Ha ha a, à, ngươi là tên đại ngu. Thiên ma chó săn. Mọi người trực giác trước mắt chợt tối sầm lại, tựa hồ cả thiên địa đột nhiên tối đen mà ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra, trên bầu trời không biết lúc nào lại có một con hoàng kim cự long thần tuấn, tới cực điểm, kim long này thân thể dài đến ngàn trượng, quanh quẩn trên không trung bay múa, con ngươi khổng lồ nhìn chừng chừng vào quân doanh Vũ trì trì rồi đột nhiên dung đùi đắc ý rồng ngâm một tiếng rung động thiên hạ, thần thú, lại một thần thú nữa hiện thân nơi cõi trần. Sau phượng hoàng, lần này lại có một con rồng, đồng dạng rung động. Chúng tướng thấy vậy thì ngây người. Đầu kim long kia đung đưa lòng vòng rồi đột nhiên hét lớn một tiếng nói, nguyên thiên hạ, ra ra ngươi tới rồi. Mau mau rửa cổ, chờ ta tới chém ngươi, thiên ma chết bầm kia. Sư một tiếng nó bay lên trời cao hướng về bên tạ đan quỳnh bên kia bay đi. Bên kia, giống như trước có một tiếng phượng minh đột khởi rồi một đầu phượng hoàng, khổng lồ lao lên đón Kim Long, cười ha ha nói, ô ha ha ha, dám thối rốt cuộc đã tới rồi. Kim Long giận tím mặt, vừa lên tiếng nước miếng văng khắp nơi nói, người mới là cái rắm Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, một rồng một phượng trên không trung đột nhiên đánh nhau, bộ dáng đều là hung ác trí cực, phẳng phất như đối phương chính là sinh tử đại thủ không đội trời chung vậy. Trong lúc nhất thời Long ngâm phượng minh rung động thiên địa, trong mấy trăm dặm cát bay đá chạy, ngàn trượng thần thú chiến đấu, quả thực là có thể kỳ quan. Nhưng là, không phải nói Long Phượng trình tường sao. Làm sao Long Phượng hôm nay ẩu đả lẫn nhau, đánh nhau thảm liệt như vậy, mọi người con ngươi cờ hồ cũng muốn chừng rớt ra. Lúc này một người đột ngột kêu lên nói, đặt cược, đặt cược, xem một chút bên nào thắng, ta áp ngu chim thắng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung lại vừa trông rông có thêm mấy thanh niên, người đang nói chuyện vẻ mặt lưu manh, cả người tràn đầy hơi thở vô lại ở bên cạnh hắn, còn có một người hình tượng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, người này ôm cánh tay vẻ mặt bỉ di nói, còn cần đánh cuộc sao? Ngao ngao tuyệt đối thắng, đầu ngu chim kia làm sao có thể là đối thủ của ngao ngao? Một cái thanh âm làm cho người cảm giác vô hạn hùng tráng uy vũ nói, hai tên không biết xấu hổ, còn đánh nhau hả, có muốn ta cho một đao bổ làm hay hay không? Một thanh âm nữ tử nói, ngươi tức giận làm cái gì, đối thủ của ngươi là Mạc Thiên Cơ cùng cố độc hành mà, theo chân bọn họ đùa bỡn làm giảm giá trị con người, cho dù lui thêm bước nữa, cũng phải bắt được tạ đan quỳnh đánh cho một trận, mới miên cưỡng đúng quy cách sao. Theo thanh âm nói chuyên lại có một nam một nữ xuất hiện. Người, nữ kia một thân áo đen, cũng là đường cong là lướt, thiên kiều bá mị, trừ có chút lạnh lùng ra còn dâu quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Mà nam tử kia, cứ như vậy đứng trên không trung, nhưng làm cho người ta có cảm giác ấn tượng, cũng chính là trên bả vai hắn vác cả thanh thiên vậy. Rất hùng tráng, sau một khắc, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương mà đến, vô tình hay cố ý ở trên không trung họa xuất ra một đạo không gian vết rách, rồi một cái thanh âm lạnh lùng nói, "Người nào muốn cùng ta chiến đấu?" Một người áo đen, giống như là một thanh kiếm ngang nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, tựa hồ muốn đem thanh thiên chém thành hai khúc, người phía dưới ai nấy trong lòng rung động, cao thủ, những thanh niên này ai nấy cũng là cao thủ. Cửu Trọng Thiên khuyết lúc nào có nhiều thanh niên thánh nhân như vậy, một nhóm người như vậy đứng chung một chỗ, cũng quá rung động đi cả đám đều mạnh mẽ như vậy rồi lại là còn trẻ như vậy những người này tuy trong lời nói công kích lẫn nhau nhưng khi ánh mắt chạm nhau thì lại có thể phát hiện ra trong ánh mắt có lửa cực nóng cùng với sự vui mừng tạ đan quỳnh nhìn thấy những người này nhất tề đi tới quả thực mừng rỡ muốn điên nhìn trên bầu trời không ngừng xuất hiện thân ảnh quen thuộc cơ hồ muốn gào khóc các huynh đệ các ngươi rốt cục cũng tới rồi các huynh đệ ai nấy công kích lẫn nhau mắng lẫn nhau nhưng ai nấy trong ánh mắt đều rất nóng tựa hồ lại nhớ tới khi ở cửu trọng thiên đại lục ở chung một chỗ kia, sung sướng cùng nhau tung ca thét dài, gió nổi lên, cùng nhau dục ngựa giang hồ. Năm tháng đó vừa như sống lại trong trí nhớ. Phía chân trời chợt mơ hồ truyền đến thanh âm phong lôi gào thét. Trong lúc bất chợt, một chiếc tàu cao tốc xuất hiện ở phía chân trời. Nhưng ngay sau đó, lại là một chiếc, lại là một chiếc. Tổng cộng có đến gần 20 chiếc tàu cao tốc, lấy xu thế bài sơn đảo hải một đường gào thét mà đến, khí thế này tựa như quân lâm thiên hạ vậy chẳng qua là trong nháy mắt một chiếc tàu cao tốc đã đến trước mặt ở trên tàu cao tốc có khắc hai chữ to thiên binh các huynh để ánh mắt như lửa nóng nhìn vào tàu cao tốc này ai nấy trên mặt đều đầy sự kích động tàu cao tốc ngang trời dần dần tới gần cuối cùng dừng ở trên bầu trời đại doanh chậm rãi quanh quẩn tất cả tướng sĩ bên nguyên thiên hạn cả đám đều là vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch bọn họ sao không sợ hãi nếu hai mươi chiếc tàu cao tốc cũng giống như lần trước trang bị đầy đủ thuốc nổ thậm chí cho dù chỉ có một nửa có dấu hỏa dược và nổ tung thì lực phá hoại cũng ít nhất vượt qua lần trước mấy chục lần trở lên với uy lực khủng bố như vậy tịch quyển sợ rằng mấy nghìn vạn người ở đây không một ai có thể còn sống căn bản là không người nào có thể may mắn thoát khỏi lão đại thậm chí là không có người nào có thể lưu lại đầy đủ thi thể cái này sẽ không điên cuồng như vậy chứ y lạc nguyệt cùng nguyên thiên hạn hai đại thiên ma đứng ở ngoài doanh chướng nhìn lên tàu cao tốc trên bầu trời vù vù quanh quẩn mà trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng hiện tại đã có thể để xác định những tàu cao tốc này tuyệt đối không phải là thể lực của mạc vân thiên hơn nữa tuyệt đối không phải là tương trợ mình nói cách khác những tàu cao tốc này chính là viện quân cho tạ đan quỳnh mộc thiên lan bên kia nhìn phía chân trời một rồng một phượng nhìn những thanh niên cao thủ diện mục xa lạ nhưng hăng hái này nguyên thiên hạn trầm trầm nói cái này tạ đan quỳnh rốt cuộc có nội tình gì mà sao có nhiều bằng hữu bên ngoài như vậy hơn nữa cũng đều là thực lực rất mạnh đều là thanh niên tuổi không lớn, khó hiểu. Y Lạc Nguyệt nói, hoặc là người của thế lực cùng Mộc Thiên Lan có liên lạc. Nguyên Thiên Hạn hừ một tiếng nói, tuyệt không có khả năng, Mộc Thiên Lan giả khọm như vậy, hắn có bao nhiêu cân lượng, có bao nhiêu nội tình, bổn để trong lòng hiểu rõ, tuyệt không có cái mặt mũi này, còn có nữa, những người tài giỏi này bao nhiêu tuổi. Thừa tướng, người gần đây càng lúc càng lười động não rồi. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. Ni Lạc Nguyệt trên mặt một trận cuốn bách, Mới vừa rồi câu nói kia đương nhiên là nói ẩu, lấy tâm tư của y Lạc Nguyệt vừa làm sao có thể không biết Mộc Thiên Lan, tuyệt đối không thể nào có bằng hữu như thế. Nếu có viện quân cường đại như vậy, lúc trước sao bị làm cho thảm như vậy, nếu như không là Nguyên Thiên Hạn cần đại lượng sinh linh để khôi phục nguyên hồn thì ngay từ mấy ngày trước toàn lực xuất kích dưới, có thể nhất cổ tác khí, dễ như trở bàn tay hoàn toàn tiêu diệt Mộc Thiên Lan và Tạ Đan Quỳnh rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, mình tự cho là nắm chắc phần thắng, tính toán như lão Miêu chơi con chuột phận tiện mượn đại lượng sinh linh nguyên hồn liệu phục trạng thái, nay lại không công cho đối phương cơ hội thở dốc. Vốn là lấy tâm tư của Nguyên Thiên Hạn và Y Lạc Nguyệt, ngay cả biết mình phán đoán sai vẫn sẽ không tỏ buồn bã tự oán, nhưng những người này đến cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Những người tuổi trẻ này, bất kỳ một ai đều là tồn tại đáng sợ, cho dù hiện tại không đủ khả năng nhưng tương lai cũng nhất định là như vậy. Nguyên Thiên Hạn nhìn người đối diện, thanh âm trầm thấp nói, Y Lạc Nguyệt cũng không nói gì lấy tu vi của bọn họ hiện tại đã đạt đến thánh nhân đỉnh cao thì đám tiểu tử đối diện này thực lực mặc dù cũng coi như là không tệ nhưng vẫn không đủ nhìn nếu là quả thật toàn lực chiến đấu một trưởng có thể chấn chết một người nhưng những người này tiềm lực cũng là kinh khủng trí cực đợi một thời gian nữa tất thành cái họa tâm phúc hai người cũng là nhân vật thành tinh tuổi thọ lâu dài lịch duyệt cũng sâu đối với cuộc đời này hết thảy có thể nói là dò như lòng bàn tay chính là bởi vì như thế mới biết được sự kinh khủng có thể những người này nghĩ đến trong thiên ma một tộc, mình là người nổi bật, thiên phú cực cao, cho đến ngày nay đã đạt đến thể gian tu giả đỉnh điểm, cho dù là chống lại những tồn tại như Cửu Đế Nhất Hậu, trong lòng cũng chưa chắc đã có một chữ sợ nhưng hôm nay nhìn thấy, người thiếu niên này từ đáy lòng lại mơ hồ sợ hãi không thôi. Còn nghĩ khi mình 20 tuổi thì tu vi ra sao? Chân chính nghĩ đến cái vấn đề này mà Nguyên Thiên Hạn cùng Y Lạc Nguyệt cũng là trầm mặc một trận, ở đáy lòng sự lạnh lẽo càng sâu. Một hồi lâu sau, Nguyên Thiên Hạn rốt cục hỏi Lạc Nguyệt, ngươi khi ở tuổi như bọn họ thì đang làm gì đó? Y Lạc Nguyệt trên mặt lộ ra một trận khổ sở nói, bệ hạ, cái này, làm ta thật là có chút khó có thể nghe răng, ai? Hắn ngẩng đầu lên, mang theo vẻ hồi ức nói, khi đó, ta mới bất quá là ma tướng cao dai nhưng đã được toàn gia tộc tôn sùng là, bất thế thiên tài, trong gia tộc, tất cả cao đẳng tài nguyên toàn bộ dành cho ta. Hơn nữa, ta cũng đắc chí tự cho là mình rất giỏi, thật sự là dưới mắt không còn ai, đổi lại ở cửu trọng thiên khuyết giai vị thì đại đệ cũng là địa cấp cao cấp trình độ mà thôi, xấu hổ a. À? Ai? Chúng ta tu luyện tới thánh nhân, ít nhất cũng cần vài ngàn năm thời gian. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt ngưng trọng, cười khổ nói, nhưng bọn hắn mấy người này ở tuổi này phần lớn cũng đã là thánh nhân trung cấp, thậm chí có mấy người còn muốn cao hơn một chút. Chương 2265, Cửu Kiếp Đoàn tụ. Y Lạc Nguyệt gật đầu nói, những thanh niên này tiềm lực làm thật là có chút kinh khủng. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt có chút âm trầm, chậm rãi nói, những người này, chỉ sợ ngày khác sẽ biến thành một đám tử hào khác cũng nói không chừng. Nếu quả thật lông cánh đầy đủ, chỉ sợ tộc ta nguy vậy. Y Lạc Nguyệt đồng ý gật đầu, nói ý há có thể tùy ý để anh tài có thể có trưởng thành chi kỳ như vậy, ở chỗ này phải đem toàn bộ hủy diệt hết. Nếu là nhất cử diệt hết, tộc ta may mắn rồi. Bên kia, tạ đan quỳnh cùng Mộc Thiên Lan, hợp lực chỉ huy nhanh chóng dọn ra một cái sân lớn để cho tàu cao tốc hạ xuống tàu cao tốc quanh quẩn rồi cái đầu tiên rốt cục hạ xuống. Trên không trung một rồng một phượng lúc này cũng không đánh nhau nữa mà nhanh chóng hạ xuống, ngay sau đó biến thành hai thanh niên, đám kỷ mặc, la khắc địch, cố độc hành vội chạy tới. Khuôn mặt tạ đan quỳnh xưa nay lạnh nhạt đẹp trai lúc này trở nên đỏ bừng, kích động tột đỉnh, tay chân cũng đang run rẩy. Mình đang ở trong tuyệt cảnh, bất cứ lúc nào có thể bại vong, trong lúc bất chợt được hữu lực viện quân, hơn nữa còn là huynh đệ tốt nhất của mình, toàn bộ đến cùng mình chung hoạn nạn cùng hô hấp sóng vai chiến đấu chuyên như vậy càng làm cho người ta hưng phấn mạc thiên cơ không nhanh không chậm thản nhiên tỏ trong liều đi ra sắc mặt mặc dù nhìn như chấn định nhưng cước bộ cũng chạy càng nhanh trong mắt mơ hồ như đè nén không đợi nổi vậy tàu cao tốc cửa khoang từ từ mở ra bóng người chợt lóe một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước cửa khoang tàu cao tốc người này mày kiểm mắt tinh vóc người cao dài tóc đen bồng bềnh vươn người mà đứng tựa như quân lâm thiên hạ vậy chẳng qua là giờ phút này trên khuôn mặt Tuấn Tú vẻ kích động hơi phá hư mất khí tức uy nghiêm này. Hồng Y chợt lóe, mà Khinh Vũ cũng xuất hiện ở bên trái Sở Dương, áo bào trắng tung bay rồi Tử Tà Tình một thân bạch y cũng xuất hiện ở bên tay phải Sở Dương. Ba người một trắng, một đen một đỏ. Cứ như vậy đồng thời bay vút xuống tới. Nam anh tuấn siêu giật, nữ phong hoa tuyệt đại, chính là giống như không trung phi tiên hạ xuống, bao nhiêu năm sau trong đầu tướng sĩ Vân nhớ rõ thời khắc tươi đẹp này ta thấy được ngự tọa đại nhân cùng hai vị phu nhân từ trong tàu cao tốc bay xuống, trong nháy mắt đó hô hấp quả thực cũng muốn hít thở không thông. Ta dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là cảnh tuyệt vời nhất cả đời ta được thấy. Bao nhiêu năm sau, một tướng sĩ kể lại như thế. Lão đại, đại ca, lão đại, khinh vũ, nhị ca, ngao ô ngao ô ngao cổ đại di. Ô ha ha ha, ta hôm nay cẩu thả đại muội. Một mảnh thanh âm lộn xộn huyên náo làm, cho người vây xem tất cả đầu tiên là khiếp sợ, nối tiếp là cảm thấy buồn cười, sau đó lại cảm thấy trong hốc mắt ẩm ướt. Đó là cảm giác nói không ra lời. Thật rất chân thật, không một chút hoa giả. La khắc địch cùng kỹ, mặc phi thân lên, ngạo tà vân nhuế bất thông ngang trời mà đến, mặc thiên cơ cùng tạ đan quỳnh sóng vai mà đứng, đôi môi run run nhìn về phía trước, đồng vô thương cậy mạnh đụng ra một con đường mang theo mặc lệ nhi, chạy nhanh về phía trước. Nhưng nhanh nhất cũng là một người một kiếm cỗ độc hành kiểm quang chợt lóe, người kiếm hợp nhất, Cố độc hành đã xuất hiện ở trước mặt sở dương bốn mắt nhìn nhau, dừng lại một chút rồi ngay sau đó hai người ôm nhau thật chặt, nhưng ngay sau đó, đồng vô thương một cái bổ nhào nhảy tới đây, sau một khắc, đám người. La khắc địch gào khóc quái khiếu cũng là nhảy lên rồi sau đó hung hăng rơi xuống. Trong phút chốc bảy huynh đệ đã trồng chất trên mặt đất thành một tòa núi người. Mạc thiên cơ ánh mắt chợt lóe, run rẩy nói, nhanh đi. Tạ đan quỳnh thanh âm run rẩy hét lớn một tiếng rồi phi thân nhảy lên, mà rơi vào trên núi người kia. Mạc Thiên Cơ ha ha cười rồi cuối cùng nhảy dựng lên, nhưng trong ngực của hắn còn ôm thêm một đồng đá mấy ngàn cân hung hăng đập tới. Bị lừa, cứu mạng a, à. Mạc Thiên Cơ ngươi tiểu tử này quá âm hiểm, thật không biết đầu óc ngươi sinh trưởng ra sao, ta, đè chết ta rồi, đè chết ta. Ai? Ngươi tên khốn này làm sao vẫn chưa chịu dậy? Bỗng nhiên thanh âm tức mắng như biển gầm cộng thêm thanh âm cười ha ha giờ khắc này, ở chỗ này hòa thành một mảnh. Các huynh đệ hoàn toàn hồ nháo một hồi. Mặc dù mọi người chẳng qua là hai năm không thấy nhau, nhưng tất cả mọi người như có cảm giác tam sinh tam thể rồi vậy, mọi người cũng kích động giống như muốn nổ tung, thừa dịp ấp ôm nhau một cái, cãi nhau ầm ỉ rồi các huynh đệ cũng bí mật lặng lẽ lau hai mắt của mình, sau đó mới lại lần nữa tiếp tục cười đùa. Tới cuối cùng, thật sự khống chế không được cảm giác muốn nổ tung, kỷ mặc dẫn đầu một quyền nện lên khuôn mặt la khắc địch, la khắc địch kêu to muốn phản kích, một tay níu lấy người khởi sướng là kỷ mặc, hai người phốc phốc đánh nhau, thấy một màn như vậy thật không biết là hai gia hỏa này đến tột cùng là cao hứng hay là kích động đây sở dương mặt mũi đầy đất bò dậy quát to một tiếng nói các huynh đệ thanh âm thật là có chút làm bộ hào phóng rất giống như một cường đạo đầu lĩnh vậy chúng huynh đệ kêu to một tiếng nói lão đại chúng ta ở đây sở dương hét lớn một tiếng nói cái con rùa đen khốn kiếp nguyên thiên hạn kia dám khi dễ huynh đệ chúng ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ đốt nhà nó đổng vô thương kêu to một tiếng nói đi chém con mẹ nó đi Sở Dương hăng hái vung tay lên nói, mọi người đốt nhà nó, cùng lão đại đi chém người. Ngao ô ngao ô chém hắn. Con mẹ nó, quá láo, lại dám khi dễ huynh đệ của kỳ mặc ta. Nhìn ta đánh chết hắn, cầu đại di. Bố hắn. Mẹ hắn. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Giống giống. Ta muốn đem hắn cưỡng gian tới chết. Cuối cùng nhuế bất thông nói chuyên nhất thời khiến cho mọi người cười vang. Nhất thời thanh âm như là ở chợ vậy. Vẫn là phượng hoàng lợi hại âu ha ha. Lại đem nguyên thiên hạn cường bạo tới chết, đây cũng quá tự tin rồi, ngươi có thể sao? Ngạo tà vân cười đến nước mũi nước mắt giàn ruộng nói. Ô oh, ha ha, nhuế bất thông, lên đi. Để cho huynh đệ chúng ta đại khai nhăn giới, được thêm kiến thức. Các huynh đệ vây quanh bất thông nói. Nhuế bất thông ai ai kêu to nói, nơi này còn có nữ quyển đây. Chúng ta là người văn minh, văn minh báo thủ, cái khẩu vị kia quá nặng. Bị lừa, các ngươi là đám lưu manh mộc thiên lan ở một bên thấy vậy thì trợn mắt há hóc mồm mắt mũi trợn tròn á khẩu không nói được gì ngơ ngác im lặng đây chính là đám huynh đệ trong miệng tạ khôi thủ kia sao hắn nào biết đâu rằng thật ra thì những người này bất kể là ai tuyệt đối cũng là đầu lĩnh cường đạo tại một thiên địa tuyệt đối không hoa giả hàng thật giá thật trẻ nhỏ dễ bị gạt đang kinh ngạc thì mộc thiên lan đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm nói mộc soái mộc thiên lan quay đầu vừa nhìn không khỏi vui mừng quá đỗi nói vô nhai là ngươi hả người tới chính là mộng vô nhai tại chiến trường trung đột gặp lại lão huynh đệ nguyên tưởng giảng kiếp này khó gặp lại nữa mộc thiên lan cùng mộng vô nhai cũng là một trận kích động cũng là thổn thức không dứt sự hưng phấn vẫn chưa dứt đám huynh đệ sở dương hồ nháo thật lâu cho đến khi một cái thanh âm thô to vang lên bạn đang xem tại chu yên phun vn kỷ mặc ngươi cái đồ hỗn trứng này còn không cho lăn ra đây lão nương sao những lời này vừa ra chúng huynh đệ như bị xét đánh nhất thời toàn bộ yên lặng ngay cả ngu chim muốn cưỡng chết nguyên thiên hạn cũng không ngoại lệ ai nấy xám xịt ẩn núp chỉ e sợ bị đầu cọp mẹ này thấy được mình đem tai bay vạ gió liên lụy đến trên người mình người có thế có uy như vậy trừ hô duyên ngạo ba đại tiểu thư ra còn có ai khác quả nhiên là một tiếng gào to cử kiếp tránh lui kỳ mặc trên mặt kinh loan cổ vặn vẹo lên trên mặt lộ ra một vẻ khoa trương làm bộ vui mừng cơ hồ cho là mình là đang ở trong mộng lại thấy một nữ nhân vóc người cao gầy cao lớn vạm vỡ trạng thái nghiễm nhiên uy vũ đi tới một tay níu lấy tay kỷ mặc cười lạnh nói hai năm qua ta không có ở bên cạnh ngươi nghe nói ngươi rất phong lưu nghe nói còn tìm được mười phòng tám phòng tiểu thiếp rất thích y à. trong miệng tuy nói hưu nói vượn chất vấn nhưng trong mắt lại đầy nước mắt thương thiên a à, đại địa a à, đây đều là lời đồn đãi rốt cuộc là người nào chơi ta ta nào có đâu ta nào dám a à. kỷ mặc quan khuất kêu lên nói ngạo ba ta chỉ yêu ngươi không có ai khác biển cạn đá mòn thiên băng địa liệt, hồn phi phách tán, phong lưu tiêu sái cũng không đổi a. À, ách, sai lầm rồi. Ta thật ra là muốn nói. Ta muốn nói cái gì nhi? Hô duyên ngạo ba cơ hồ muốn cười, nhưng vẫn níu lấy tay kỷ mặc nói, không cần gấp gáp như vậy. Cùng lão nương tới đây tỏ từ nói, có thời gian mà, ta sẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi. Thì ra không phải là không dám, nếu là ngươi dám. Ở trước mặt tất cả mọi người mắt mũi trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, nàng ta níu lấy tay kỷ mặc ngây ngang rời đi. Một đám huynh đệ lúc này đáy lòng cũng đã là nén cười đến mức cơ hồ muốn nội thương, Mộc Thiên Lan cùng Mộng Vô Nhai chưa từng cảnh này thì lông mày nhíu lại, con ngươi cơ hồ bắn ra, nếu như không có vành mắt thì. Kỷ Mặc, danh tự này thật tốt a, à, hơn nữa, tìm lão bà còn giỏi hơn. Hai người này đi cùng một chỗ, quả thực chính là con chim nhỏ nép vào người, tương đối chuẩn. Tiểu đệ, một cái thanh âm kêu gọi. Cố Độc Hành vừa nghe tiếng thì giống như bị oanh lôi tập kích, hắn chợt quay đầu thì thấy một yểu điệu giai nhân thân bạch y bồng bềnh nhìn cách mình không xa, mà trợn to mắt không thể tin nói, tiểu diệu tỷ chính là cố diệu linh. Cố diệu linh đứng cô đơn ở trong gió, có mấy phần rụt rè. Cố độc hành hổ giống một tiếng rồi xông qua, một tay nắm lấy tay người đó kêu lên nói, tiểu diệu tỷ tiểu diệu tỷ lở, tiểu diệu tỷ Hắn tuy mừng như điên thế nhưng không biết nên nói cái gì, lăn qua lộn lại, cũng chỉ là ba chữ tiểu diệu tỷ kia nhưng cũng chỉ ba chữ này, cũng đã ẩn chứa rất nhiều tình cảm ở trong đó. Chương 2266, cử kiếp đoàn tụ 2, Cố Diệu Linh trên mặt dâng lên vẻ thỏa mãn, nhưng còn có vẻ của nữ nhi gia đặc biệt ngượng mùng hồng. Nàng thấp giọng nói, "Mau thả ta xuống ngươi tiểu đứa ngốc này." Có nhiều người nhìn như vậy, Cố Độc Hành ngơ ngác buông ra, gật đầu lia lịa, nói, "Đúng, đúng." Tiểu Diệu tỷ ra mặt mỏng, "Bọn ta lúc không có ai ôm nhau thì hay hơn." Ưm Cố Diệu Linh nhất thời bưng kín mặt, thật sự là thẹn đến muốn chui xuống đất gia hỏa này cả đời chỉ biết đến kiếm không biết những thứ khác nào là người hồ đồ lại nói ra những thứ đó bên cạnh bởi vì một câu này mà có thanh âm cười vang liên tiếp vang lên đương nhiên là đám la khắc địch rồi ở dưới ánh mắt như muốn giết người của cố độc hành la khắc địch vẫn cười to như cũ nhất phái cận kề cái chết cũng muốn cười cho đã nghiền khó được cơ hội cười nhạo cố độc hành la khắc địch nếu dễ dàng buông tha quả thực là cũng tự cảm thấy có lỗi với mình hơn nữa những năm này ở dưới tay hắn gặp phải nhiều đòn hiểm hôm nay nhất định phải cười cho thống khoái cười đủ vốn liền vào lúc này mai phu nhân đã cùng tạ đan quỳnh hội hợp mà thê thiếp của ngạo tả vân cũng đã cùng hắn tụ cùng một chỗ tất cả mọi người là xa cách gặp lại quả thực là có chuyên nói không hết nói vô tận chủ đề mạc khinh vũ cũng đã huynh trưởng mạc thiên cơ tụ cùng một chỗ nói chuyên chẳng qua là mạc thiên cơ lúc ban đầu thì hưng phấn nhưng sau đó thần sắc có chút nhàn nhạt lo lắng ánh mắt cũng có chút đảo loạn tự hồ đang tìm kiếm cái gì đó rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không được mạc khinh vũ thấy thể nổi hờn rỗi liên tục dậm chân nói nhị ca ta nói ngươi hôm nay tại sao thể chẳng lẽ là vui mừng đến u mê rồi thân muội muội của mình đang ở bên cạnh ngươi nói chuyên với ngươi mà ngươi tinh thần ở nơi đâu rồi ngươi thật thờ ơ ờ, với ta sao mạc thiên cơ a à a à hai tiếng mau nói đúng đúng chuyên này thật sự là phải suy nghĩ thật kỹ lời nói này quả thực chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia thậm chí là muốn ăn đòn trí cực nếu quả thật như hắn nói, vậy cũng không phải là cần ăn đòn chí cực sao? Mạc Khinh Vũ chán nản nhìn Nhị ca dứt khoát nghiêng đầu đi, không bao giờ để ý tới người khác tức giận trở lại cạnh Sở Dương. Nhị ca thật sự là quá đáng ghét, những năm qua xa cách, không nghĩ tới hắn nửa điểm cũng không nhớ tới ta, cô muội muội này, quá thương tâm đi. Lúc này, người bên tạ đan quỳnh đã đem người trên tàu cao tốc nghênh đón xuống đưa vào doanh địa, ân cần tiếp đãi. Cả đại doanh tràn đầy thanh âm hoan thanh tiểu ngữ không khí rất hoan khoái. Ngay cả là ở trên chiến trường, cái loại cảm giác hưng phấn này cũng làm cho người ta rõ ràng cảm giác được. Nhất là tướng sĩ Trầm Mộng Quân xa cách gặp lại bao nhiêu hảo huynh đệ, cảm giác dường như đã mấy đời gặp lại, ôm lân nhau ở chung một chỗ, không bao giờ chịu buông tay. Liền tại lúc này, Mạc Thiên Cơ đợi ở cạnh Sở Dương và Mạc Khinh Vũ, đột nhiên thoáng cái tinh thần rung lên. Mạc Khinh Vũ không khỏi ngẩn ra len lén đưa ánh mắt nhìn theo. Lúc này trong mắt Mạc Thiên Cơ chỉ có một người, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người cố ý quan sát chỉ thấy hắn sửa sang lại y phục, vuốt ve đầu tóc, ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, nhìn toàn thân mình một chút, sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì thì mới chợt thoáng cái đứng thẳng lên, làm ra một bộ ngọc thụ lâm phong tạo hình rồi bước nhanh về phía trước. Trong miệng hắn, sảng lãng cười to nói, ha ha ha, nhạc nhi cô nương, ta cũng biết người nhất định sẽ đến, thật đã lâu không gặp, nhạc nhi cô nương phong thái càng hơn dĩ vãng, thật là đáng mừng. Đối diện, với hắn có một bạch y thiếu nữ xinh đẹp đang tự tỏ trên tàu cao tốc đi xuống thân thể gầy yểu mềm mại tựa hồ sắp bị gió thổi bay vậy mạc khinh vũ một đôi mắt cơ hồ khiếp sợ muốn bay ra khỏi hốc mắt nguyên lai like là như vậy nàng quá hiểu tâm tư nhị ca mình đã biết vị nhị ca này xưa nay chính là núi lớn sụp ở trước mặt cũng sẽ không biến sắc ngay cả là đối mặt với hoàng đế thiên đế thánh quân cũng sẽ không khiến mạc thiên cơ phải chú trọng đến dáng vẻ của mình như vậy còn rất cố ý đặc biệt kiểm tra nhưng hôm nay lại đối với con nhóc sở nhạc nhi vốn khắp nơi cùng ta đối nghịch, mà lộ ra vẻ như chư ca, bát giới kia, quả thực là không có thể nhẫn được, thúc có thể nhẫn mà thẩm cũng không thể nhẫn. Nhị ca làm phản rồi. Mạc khinh vũ nhẹ nhàng dậm chân, lộ ra vẻ ảo não trí cực nói. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết tiểu nha đầu này thường xuyên làm khó dễ muội muội ngươi sao? Thường xuyên cùng ta gây lộn sao? Ngươi cũng không biết nàng chết sống cũng không đồng ý chuyện của ta cùng sở dương sao? ngày ngày đả kích ta không có chuyện gì tới tìm ta đánh nhau mạc thiên cơ ngươi là thân ca ca của ta mà ngươi lại cứ như vậy lập trường không kiên định phản bội ta đây tiểu nha đầu này rốt cuộc có cái gì tốt phát hiện ra mạc khinh vũ có điều dị thường sở dương kinh ngạc cúi đầu nói động rồi động rồi mạc khinh vũ tức giận nói ngươi nhìn mạc thiên cơ kìa hắn chọc tức ta thật là khốn kiếp trí cực sở dương đưa mắt nhìn lại chỉ thấy mạc thiên cơ cùng sở nhạc nhi đang nho nhã lễ độ nói chuyện không có phát hiện ra cái gì dị thường thì buồn bực nói, không có chuyên gì mà. Người đang tức giận cái gì? Cái này có cái gì không phù hợp sao? Mà khinh vũ tự đáy lòng vô lực thở dài một hơi, chỉ cảm thấy càng thêm buồn bã ỉu xìu rồi tựa vào trong ngực sở dương mà một câu nói, cũng không muốn nhiều lời. Vào giờ khắc này, cô đột nhiên cảm nhận được cảm giác của sở nhạc nhi lúc trước đối với mình, tiểu con nhóc này lại cũng muốn làm chị dâu của ta. Nguyên đây chính là sự ghen tị đối với người đoạt mất sự quan tâm của ca ca, đến mình sao? phía ngoài nhất, đàm 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 đại ma vương đang cùng nhuế bất thông, la khắc địch đánh nhau tàn nhẫn. Dĩ nhiên không phải là cái loại thật sự sống mái với nhau, mà là ở trên mặt đất, giống như du côn lưu manh vậy. Từng quyền ác liệt ẩu đả, người ôm lấy ta, ta ôm lấy ngươi, ngươi bên này đánh ta một quyền, ta bên kia trả lại ngươi một cước. Đánh sưng mặt sưng mũi, đánh hết sức phấn khởi, đánh cho máu mũi chảy dài, đánh cho nặng triệt nội tâm nhưng vẫn cười ha ha rất thích thú. Điều này làm cho mấy người phụ nhân đang trong sự kích động cũng xúc động thở dài, tình cảm giữa nam nhân thật khó hiểu, xa cách gặp lại, chẳng lẽ không thể hảo hảo ngồi cùng một chỗ cho chuyện sao? Tự tự ly biệt tình sao? Sao phải trước tiên đánh một trận, còn phải đánh tới sưng mặt sưng mũi mới phát tiết được hưng phấn, nếu không cũng còn chưa xong. Nam nhân a, thật sự là động vật kỳ quái. Sau cùng hết thảy cũng quay về trật tự, toàn bộ cũng bố trí ngay ngắn rõ ràng. Tạ Đan Quỳnh người nhà đoàn tụ, kỳ mặc vợ chồng gặp lại, đàm đàm mang theo gia quyển mà đến, ngạo tà vân thê thiếp quay chung quanh tạ đan quỳnh đặc biệt bố trí cho những người này mỗi nhà một cái lều khiến cho các đôi uyên ương xa cách gặp lại đi vào tâm sự ngay sau đó liền mang theo những người còn lại một đường cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ đi vào bên trong đại trướng tạ đan phượng quệt mồm đi tới vẻ mặt kia hẳn là cùng mạc khinh vũ không sai biệt lắm vẻ mặt không che giấu được sự mất hứng bởi vì tạ đan quỳnh cũng chỉ nói được mấy câu nói rồi có hành động trọng sắc khinh hữu trong thanh âm chỉ trích mang theo lão bà của mình lẻn đi điều này làm cho tạ đan phượng thấy được ca ca của mình mà hưng phấn không khỏi đầu như bị tưới một bầu nước lạnh mà nói đàm đàm bên kia hết lần này tới lần khác còn ở bên ngoài hô to gọi nhỏ cùng la khắc địch đánh nhau mình muốn tìm bả vai dựa vào cũng tìm không được có thể vui vẻ được mới là lạ đây cuối cùng đàm đàm cùng nhuế bất thông la khắc địch mấy gia hỏa này này cũng là sưng mặt sưng mũi tiến vào ngồi vào ghế chót mộc thiên lan ở một bên tiếp khách nhất định phải chiêu đài ăn một bữa cơm người tới là khách tiệc đón gió làm sao cũng phải có không thể tiết kiệm Bữa cơm này ăn làm cho Mộc Thiên Lan trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Đám người này mới vừa rồi thoạt nhìn điên điên khùng khùng, không có điểm hình dạng nào nhưng bây giờ nhìn lại cũng thuận mắt hơn nhiều lắm, ai nấy nho nhã lễ độ, hiển thị rõ phong độ, tựa như thế ra đệ tử vậy. Bất kể là nội năng học thức, cả đám đều bất phàm. Cái này làm cho Mộc Thiên Lan yên tâm xuống. Sợ nhất đúng là nếu như ai cũng điên như Mạc Thiên Cơ, lúc trước kia thì Mạc Vân Thiên này sợ rằng thật sự phải biến mất thật ra thì điều này cũng hợp tình lý, những người này trừ đàm đàm ra, tất cả đều là hàng thật giá thật thế gia đệ tử, diên kỹ của thế gia đệ tử căn bản đã sớm khắc ở trong xương, trong lúc thích hợp sẽ có sự biểu hiện thích hợp. Về phần đàm đàm, thằng này vương giả khí phái đã sớm dung nhập vào cả người, giở tay nhấc chân cũng là vương giả phong phạm. Vương giả khí phái này là hàng thật giá thật, cho dù so sánh với thiết bổ thiên, nguyên thiên hạn, thậm chí tuyết lệ hàn cũng không kém là mấy. Mà Mộc Thiên Lan đối với cái khí độ này quá sức nhạy cảm, tự nhiên là nửa điểm lòng khinh thường cũng chưa từng có. Nhưng Mộc Thiên Lan còn cảm giác được mùi vị khác, mặc dù mọi người đều uống rượu khí thế ngất trời, nhưng ánh mắt nhìn mình ít nhiều có hàm ý một chút, người lão đầu này còn không đi ra, làm sao không có ánh mắt như vậy đây? Chính là ý tứ tương tự như vậy. Loại tâm tình này, Mộc Thiên Lan tuyệt đối có thể lý giải được, bởi vì hắn hiện tại thật sự muốn đi ra, nếu nói người cùng tâm này Tâm cùng ý này thì hắn hiện tại rất muốn tìm một chỗ an tĩnh cùng mộng Vô Nhai, hào hào hàn huyên một chút, yên lặng uống chút rượu. Loại tâm tình này, mọi người thật ra thì đều có. Nhưng lão phu dù sao cũng phải đem chàng diện này ổn định đã, sau một vòng, đây là lễ số mà. Rượu quá ba tuần, Mộc Thiên Lan đứng lên nói, các vị xa cách gặp lại, nói vậy có không ít lời muốn nói, lão hủ lớn tuổi rồi muốn về nghỉ ngơi một chút, trừ vị thứ tội, Vô Nhai, ngươi đi theo ta ta có chút việc hỏi ngươi. Mộng vô nhai cũng như được đại xá đứng lên nói, tốt, hai người đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa đã nghe bên trong oanh, một tiếng náo loạn lên, một cái thanh âm kêu to nói, ô oh, ha ha, uống, la khắc địch, ngươi không uống được phải chui gầm bàn. Nhưng ngay sau đó chính là một tiếng ngao ô sói chu nói, tốt, chỉ cần ta uống bao, nhiều ngươi phải uống bao nhiêu, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi dám sao, ta phải sợ ngươi đổ vô liêm sỉ sao, đến đi, ta tới trước cùng nhau uống nào. Ta hôm nay nếu không hạ gục được ngươi, từ đó dùng kê bộ để đi." Mộc Thiên Lan cười khổ một tiếng dùng kê bộ bước đi. "Ngươi thật giỏi, thật có thể như vậy sao?" Chương 2267, Lão Tam. Các loại tiếng động huyên náo kéo dài đến buổi tối, các huynh đệ mới coi là chân chân chính chính ngồi ở trên một cái bàn. Một nữ quyến cũng không có, ngay cả người thuộc cửu kiếp là Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tỉnh Đại Tỷ Tỉ cũng bị Sở Dương lưu tại trong lều. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, Ngạo Tả Vân, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Trừ Mạc Khinh Vũ ra, chín người không thiếu một ai. Sở Dương ngồi ở vị trí đầu não, Cố Độc Hành ngồi sau, hai vị trí này không có gì tranh cãi, từ trước cơ bản cũng là như thế, trừ năm đó cơ duyên xảo hợp, Nhuế Bất Thông bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Phú, nên từng có một đoạn thời gian ngắn xoán vị thành công, nhưng rất nhanh lại bị Cố Độc Hành đoạt lại và vị trí này gã thủy trung vân kiên trì được nhưng việc mặc thiên cơ ngồi ở vị thứ ba lại khiến mọi người nổi giận mắt thấy chính là không hợp nhau muốn tấn công rồi ta nói ngươi đó ngươi tại sao lại ngồi nơi đó ngươi cho rằng ngươi là ai a à? có biết trời cao hay không kỷ mặc đầu tiên làm khó dễ nghiêng lỗ mũi còn bầm tím suy nghĩ nói dường như khi bị hô duyên ngạo ba bắt đi hốc mắt của hắn không bầm tím chắc là hắn bị nữ nhân đanh kỷ nhị ra đối với mặc thiên cơ hiển nhiên vô cùng bất mãn vị trí kia có thể là của ta ta muốn nói cũng đúng lão đại đã nói muốn bằng vào bản lãnh thật sự xếp lại vị trí cố lão nhị kia không ai cùng hắn tranh đoạt thì thôi nhưng mạc thiên cơ ngươi tại sao lại đặt mông an vị vào vị trí thứ ba la khắc địch hô to gọi nhỏ nói nói cũng đúng đổng vô thương nhíu mày nói mạc thiên cơ ngươi cũng không quá không biết lớn nhỏ rồi vị trí này làm sao cũng không tới phiên ngươi nhuế bất thông mắt lé hỏi ngược lại nói ngươi nói mạc thiên cơ không có tư cách kia cái này ta không phản đối nhưng chỗ ngồi này ngươi có tư cách sao ta cảm thấy ta nên ngồi vào vị trí kia là quần anh tụ hội ngạo tà vân hừ hừ luôn miệng nói cố độc hành lạnh lùng nói đi xuống những người này toàn bộ cũng bị mạc thiên cơ thiết kế đuổi giết quá giờ phút này tất cả đang tình cớ bộc phát làm sao có thể không thể dùng sức bỏ đá xuống giếng mạc thiên cơ thần sắc không thay đổi bình thản ung dung ra vẻ lạnh nhạt cười nói mọi người ở riêng thiên địa của mình có được thành tựu đáng mừng thật đáng mừng hôm nay chỉ cần có người nói thêm câu nữa, Mạc Thiên Cơ ta không nên ngồi ở chỗ này, như vậy ta bảo đảm hắn sau khi trở về, thu hoạch còn hơn nữa. Lời vừa nói ra, Trì Mã khó khăn đuổi theo, nói và làm, tuyệt vô hư ngôn, như thế nào? Một câu như vậy nói ra ngoài, nhất thời trong phòng không một tiếng động, cả phòng vắng lặng, mọi người cũng á khẩu không trả lời được. Ngay cả người to gan lớn mật như Đồng Vô Thương cũng theo bản năng rụt đầu lại. Mọi người có được thành tựu ra sao, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu không phải mạc thiên cơ xuất thủ thiết kế từng chàng bỏ mạng đuổi giết kia để cho mọi người liên tiếp ở trong sống chết nhiều lần đột phá tâm cảnh kinh nghiệm được ma luyện thì tin tưởng là hiện tại thành tựu của mọi người chỉ sợ cũng như bình thường mà thôi nhưng lời tuy nói như vậy mà ai cũng tuyệt đối không muốn một lần nữa bị đuổi giết lại cảm giác kia đừng nói là trải qua lại coi như là nửa đêm nhớ lại suy nghĩ một chút cũng là cả đêm ngủ không yên quá cơn ác mộng hơn nữa nếu lúc này hoàn toàn chọc giận mạc thiên cơ ban đầu đuổi giết như vậy đã làm cho mọi người đau đến không muốn sống còn phải lại một lần nữa đó là chuyện kẻ ngu ngốc mới có thể làm ra nơi này những người này thật sự không có một người nào dám thử lại kết quả là kỷ mặc trong nháy mắt thay đổi lập trường dân đầu nói thật ra thì các ngươi đám người này thật là không thông minh có mắt không biết núi lớn ta cảm thấy mạc thiên cơ ngồi ở vị trí thứ ba chính là vì mục đích chung đúng mức là quần anh tụ hội trừ mạc thiên cơ mạc tam ca ra còn có người nào anh minh thần vũ phong lưu phiêu giật như vậy la khắc địch ngươi không phục a à? không phục tới đây trước cùng ta tập luyện la khắc địch như đau răng vậy nhíu mày nói ta nơi nào nói không phục a à? kỷ mặc ngươi là kẻ hay thay đổi thất thường làm bộ tiểu nhân hèn hạ kỷ mặc vanh vó tự đắc nói ta làm sao thay đổi thất thường ta vốn kiên quyết ủng hộ mạc tam ca điểm này ngay cả biển có thể khô đá có thể nứt duy lòng ta vĩnh viễn không biến nhuế bất thông ngươi có phải muốn nói mạc thiên cơ không nên ngồi ở chỗ này nhuế bất thông lắc đầu như chống bỏi nói ta mới không nói như vậy không chỉ có ta không nói phàm là ai dám nói ra một câu nói như vậy nhuế bất thông ta lập tức cùng hắn liều mạng thật ra thì nói như vậy cũng chính là do ngạo tà vân muốn nói hắn đây chính là long đảm tuyệt đối so với gan báo còn lớn hơn nữa đủ có thể bao thiên dám thối ngạo tà vân hô một tiếng nhưng ngay sau đó xoay người nhìn mạc thiên cơ nói mạc tam ca tiểu đệ đối với ngươi rất ủng hộ ai cũng biết nhưng ngày sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía đồng vô thương nhìn có chút hả hay nói cũng đúng vậy lời như thế chứ đồng vô thương không sợ trời không sợ đất này ra thật là không ai dám nói đồng vô thương chừng trong mắt một hồi lâu nói lời này ta nhất định là muốn nói nhưng trước khi đến lệ nhi đã nói mọi người là huynh đệ cần gì phải cạnh tranh cái hư danh này mạc thiên cơ ngồi ở vị trí thứ ba mọi người thực lực của nhau như thế nào trong lòng mình biết rõ mà công đạo tự tại nhân tâm khụ khụ, ta cảm thấy được lời của Lệ Nhi vô cùng có đạo lý. Hơn nữa ta cũng không muốn để cho Lệ Nhi thương tâm. Nàng nói ta không nên cùng Mạc Thiên Cơ tranh giành, ta liền không cãi lời. Mọi người nghe vậy thì cùng cười to, gia hỏa này này vốn không nói mạnh miệng, mà khi nói mạnh miệng lại rất mạch lạc rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp. Mạc Thiên Cơ phe phẩy chết phiến, ung dung quay đầu hỏi Cố Độc Hành nói, Cố Nhị Ca, ngươi cứ nói đi. Cố Độc Hành trợn mắt nói, ngươi có bản lành thì tới đoạt vị trí lão nhị của ta đi ta không dám. Thật không dám. Mạc Thiên Cơ nhất thời cười khổ nói, cho dù có bản lãnh đó, ta cũng sẽ không đoạt vị trí của ngươi. Gì? Ha 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 ha. Đám kỷ mặc, la khắc địch, nhuế bất thông, ngạo tà vân cùng cười to, có người trực tiếp vỗ bàn, ai nấy vỗ bắp đùi cười đến chết đi sống lại, cười một tiếng đến nôi suýt nữa bị nội thương. Thật sự là cố độc hành cùng Mạc Thiên Cơ nói hai câu này, quá mức làm cho người ta mơ màng, thật làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái ngươi tới đoạt vị trí lão nhị của ta. Sở Dương đang uống một ngụm rượu, chợt nghe còn chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên phun ra ngoài rồi luôn miệng ho khan. Sau một phen cười đùa, vị trí của Mạc Thiên Cơ cũng bắt đầu tỏ hôm nay mới coi là được chân chính xác nhận là thứ ba. Đúng như Mạc Thiên Cơ nói, cho dù có bổn sự kia, hắn cũng sẽ không tranh vị trí của Cố Độc Hành. Điều này đại biểu cho sự tôn trọng, Sở Dương cùng Cố Độc Hành chính là hai huynh đệ quen biết nhau sớm nhất, các huynh đệ khác cũng căn bản là do Cố Độc Hành kéo vào cố độc hành mặc dù mặt lạnh mà lại là nhiệt tâm sự cống hiến đối với nhóm tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào chúng huynh đệ bị mạc thiên cơ uy hiếp bất đắc dĩ thừa nhận vị trí của mạc thiên cơ nhưng khiển cho di chứng cũng là khổng lồ mắt thấy mạc thiên cơ không tốn sức chút nào chiếm được vị trí lão tam những người khác ai nấy ánh mắt đều đỏ lên tất cả mọi người đều là huynh đệ ai không muốn tiến lên phía trước phàm là có thể được gọi một câu ca đó chính là rất dễ nghe ai dám giành giật vị trí lão tứ với ta Đồng vô thương như hổ giống lên một tiếng nói. Đáng tiếc hổ giống không có làm kinh sợ mọi người, ngược lại đưa tới một mảng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm vào, tính toán gì thể. Lão đại lão nhị chúng ta không dám đoạt, lão tam trong chớp mắt đã mất, hiện tại vị trí lão tứ cũng muốn bị cướp đi sao. Hừm hừ. Ngạo tà vân cười lạnh một tiếng lúc lắc cổ. Hắc hắc hắc. Tạ đan quỳnh thanh âm cười dường như có chút không có hảo ý. Cạc cạc cạc. Nhuế bất thông ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hống hống hống. La khắc địch hai mắt sáng lên, tùy thời mà động. Hi hi hi. Khỉ mặc cười phá lệ quái dị, ý đồ bất chính. Ngu ngốc cười cái gì, ai dám đứng ra nào. Đồng vô thương giận tím mặt rất dứt khoát một cước đá ngả cái bàn nói. Quá bắt nạt người. Nhìn người nhìn mặc thiên cơ, tổng cộng nói một câu nói đã thành lão tam. Chỗ này ta khiêng mặc đao uy hiếp lại không có nửa điểm hiệu quả. Đây cũng là quá đả kích lòng tự ái của ta rồi. Sở dương hứng thú nhìn các huynh đệ hổ nháo, không có vẻ muốn khuyên can chút nào, thậm chí còn có một chút thêm dầu vào lửa hả hay nhìn. Bên kia, Mạc Thiên Cơ đã treo giải thưởng. Người nào có thể đánh thắng Đồng Vô Thương, ta đảm bảo tương lai chiến thiên ma, cho hắn một cái vị trí tiên phong, nhất ngôn ký xuất, mập mã khó đuổi theo, tuyệt vô hư ngôn. Mạc Thiên Cơ đã sớm được công nhận là quân sư, hết thảy hành động quân sự chắc chắn do hắn một tay an bài, những lời này phân lượng không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, mùi thuốc súng nồng đậm chưa từng có, Đồng Vô Thương đã giơ lên mặc đao, bước nhanh ra cửa, ở bên ngoài khiêu chiến nói, hiện tại không riêng gì vị trí tứ ca, còn có cái chức tiên phong này nữa, chỉ người thắng được, ai muốn mau đi ra cho ta. Một mực ở phía ngoài lều, mặc lệ nhi bưng kín cái chán. Phu quân khở dại khả ái của ta. Ngươi, cái gì còn chưa cướp được mà trước tiên đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cái này những người khác còn không muốn tới gây sự với ngươi sao? Thật ra thì ngay từ lúc vừa thấy mặt, Mạc Lệ Nhi cũng đã xác định được tình thể của bọn người này rồi, tất cả căn bản cũng không sai biệt lắm trừ sở dương và cố độc hành gia mà thôi về phần những người khác trừ kỳ mặc cùng la khắc địch hai người này hơi có chút yểu ra những người khác thì không hơn kém nhau bao nhiêu vẫn thuộc về cùng tầng thứ mặc lệ nhi đối với sự phát hiện này thành thực tràn đầy hoảng sợ chấn động vô cùng những người này tu vi rốt cuộc làm sao tăng lên làm sao có được thành tựu nhanh như vậy xem tại chu yên phun vên mình và đồng vô thương một đường sinh tử chém giết tìm đường sống trong tử cảnh mới có thể có được thực lực hôm nay nhưng những người này đều có tu vi như thể tất nhiên là không. Thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, bất quá nếu là nói riêng về tu vi, trừ mạc thiên cơ, cỗ độc hành cùng sở dương gia, trong những người khác, đồng vô thương ở trong các huynh đệ còn lại thực lực có thể nói là, số một số hai, chống lại kỷ mặc cùng là khắc địch, nhuế bất thông cơ bản có thể nói là tất thắng. Mặc dù là cùng tu vi tầng thứ nhưng nếu đơn thuần bàn về lực chiến đấu, đồng vô thương không thể nghi ngờ là ở trên ba người này chương 2268, mấy vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể nếu chống lại ngạo tà vân cùng tạ đan quỳnh, đồng vô thương ưu thế cùng không phải là rất lớn, trong khi giao chiến chi cần không cẩn thận sẽ thua. Đây là trong tình huống đan đà độc đấu, còn nếu một chống lại hai đối thủ hay hoặc giả là xa luân chiến, thì tuyệt không có may mắn, mặc lệ nhi trong lòng vốn yên lặng tính toán xem làm, như thế nào mới có thể làm cho đồng vô thương, có được cơ hội thắng lớn nhất. Dù sao, phu quý vợ quang vinh, bên cạnh có một nhóm gọi chị dâu tổng yếu so sánh vẫn hơn bị gọi là đệ muội. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, đồng vô thương lại một người trực tiếp đi ra chồng lại một đám. Một đêm này, thanh âm băng băng không ngừng bên tai, sở dương cùng mạc thiên cơ nhìn một hồi thi thoảng lại cộng thêm dầu vào lừa, sau cùng liền chui đến một cái lều nhỏ thương lượng sự tình khác. Về phần người còn dư lại được cố độc hành, giám đốc đánh nhau sưng mặt sưng mũi một đêm. Đồng vô thương hình dáng thê thảm nhất, mình đầy thương tích, toàn thân đều cơ hồ bị đánh sưng bất quá chiến tích rất khả quan cuối cùng lấy được vị trí lão tứ trong chúng huynh đệ cùng chi có đồng vô thương tứ ca này mới lấy được vị trí cực kỳ không gie suýt nữa bị đánh chết mới đoạt được ngay cả như thể ngạo tà vân cùng tạ đan quỳnh đối với cái kết quả này còn có chút không phục không cam lòng ngay cả nhận thua rồi khi gọi tứ ca hai người tất cả đều là cắn răng gọi vẻ này không cam lòng quả thực chính là miêu tả sinh động không để ý tới phía ngoài đánh nhau Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ở trong trướng bồng thương lượng. Tình huống bây giờ là cái bộ dáng này, mặc dù không đến nỗi rất bi quan nhưng cùng không có thể khinh thường. Mạc Thiên Cơ đem tình thế bên này cặn kẽ giới thiệu qua một lần nói. Nói là rất cặn kẽ, nhưng thật ra là rất cặn kẽ, trong đó rất tường tận, rất nhiều biển hóa nhỏ vân vân, quả thực chính là không sót chi tiết nào, tin tưởng coi như là người trong cuộc như tạ đan quỳnh, hiện tại ở chỗ này cùng phải mất mùi trợn tròn, tự nhận không kịp. Bởi vì dạng tư liệu này tuyệt đối là hẳn cực khổ vơ vét cả đời cũng cầm không ra. Mà Mạc Thiên Cơ bất quá là tới đây được mấy ngày quang cảnh, hơn nữa còn cùng đám thuộc hạ tách nhau không ít thời gian, hiện nay lại là có thể lấy ra được tin tức tình báo bực này, tất nhiên có thể nói là từng tí không có giỏ, trọn vẹn không sức mẽ. Năng lực chủ tính siêu cường như vậy thật sự làm cho người ta mắt mùi trợn tròn, sao có thể không phục. Sở Dương rất cẩn thận nghe xong Mạc Thiên Cơ tập hợp, suy ngẫm chốc lát rồi trầm giọng nói, như vậy tình huống bây giờ chính là hai bên cùng đã không muốn đánh nữa. Cùng chi có Nguyên Thiên Hạn muốn đánh mà thôi. Sở Dương hỏi cái vấn đề này có thể nói bén nhọn, lời nói sắc bén. Mạc Thiên Cơ đối với câu hỏi của Sở Dương, cùng suy tư một phen rồi mới trả lời nói, hoặc là vẫn không thể nói tuyệt đối như vậy, hiện tại chi có thể nói, phần lớn quân nhân cùng không muốn đánh nữa, ít nhất là trước khi sự thật được định luận, binh không có chiến tâm. Dĩ nhiên, những tướng sĩ tử trung với Nguyên Thiên Hạn kia và đám vũ trì trì tự nhiên là ngoại lệ, bọn họ có thể vẫn hết sức xuất chiến. Bởi vì vũ trì trì muốn chân chính thay thế Mộc Thiên Lan, như vậy nhất định cần phải đem Mộc Thiên Lan hoàn toàn tiêu diệt, tuyệt đối không cho phép Mộc Thiên Lan có cơ hội thờ dốc. Nếu nói vàng đỏ nhỏ lòng son, không. Ngoài như vậy, cho nên, tình huống bây giờ, cho dù Nguyên Thiên Hạn không muốn đánh, vũ trì trì vẫn kiên trì muốn đánh. Mạc Thiên Cơ thận trọng nói, cho nên người mới vừa nói, hai bên cùng không muốn tiếp tục đánh cùng không hoàn toàn chính xác. Sở Dương Trầm Ngâm nói, nếu là nói như vậy, vậy có chút khó khăn. Nếu là trừ Nguyên Thiên Hạn ra, tất cả mọi người không hề có chiến tâm nữa thì thể cục tương đối tốt. Nhưng chỉ cần còn có người kiên trì cuộc chiến đấu này, đó chính là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mạc Thiên Cơ gật đầu, nói, quả thật như thế. Bên đối phương Đại Quyền vẫn trong tay đám Vũ Chỉ Chỉ kia, tùy bọn họ định đoạt. Ngay cả là binh không có chiến tâm, binh lực, chiến lực và thực lực của đối phương vẫn là hơn xa ta nếu quả thật để tùy vũ trì trì tận tình phát huy, sự uy hiếp thậm chí có thể hơn xa lúc trước, dù sao chiến pháp của nguyên thiên hạn vốn rất tiêu cực, hoàn toàn không có hiệu suất. Mà một khi vù trì trì xua quân toàn lực tiến công chiến đấu, bọn họ nếu sử dụng chấp pháp đội huyết đao đốc chiến thì như vậy, ngay cả phe ta bất bại thì cái giá phải trả cũng rất cao. Hơn nữa, số tướng sĩ hiện tại đã không có chiến tâm kia, cùng sẽ có phần lớn biến thành vật hy sinh. Ngay cả không chết, bởi chúng ta thì cùng bị vũ trì chỉ, chỉ sử dụng người chấp pháp tàn sát, đây không thể nghi ngờ là một cái cục diện bế tắc sở dương gật đầu nói ta cùng nghĩ đến điểm này rồi thật sự là cục diện rất khó giải quyết nếu như là bọn hắn không rõ chân tướng chưa từng hoài nghi chân tướng như vậy khi chiến đấu đem bọn họ giết chết cùng không có chút sánh nặn trong lòng nào nhưng hiện tại bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi nếu lại giết chết bọn họ giết chết đồng bào vậy thì có chút nói không được mạc thiên cơ nói nhất là trong đội ngũ chúng ta có cộng sự cũ của bọn họ trong lòng một ít cảm giác trái lương tâm chỉ sợ sẽ càng thêm mảnh liệt cái vấn đề này nếu không giải quyết tốt ngay cả trận chiến này cuối cùng có thể thắng thì đối với chiến đấu sau này chỉ sợ cũng sẽ có ảnh hưởng lớn lao thậm chí có thật nhiều người sinh ra tâm ma sở dương nhíu mày tự hỏi nếu là nói như vậy muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này thật ra thì vẫn có một cái biện pháp đơn giản thanh thoát dựng xào thấy bóng sở dương chậm rãi nói người nói cái đó ta làm sao không nghĩ tới nhưng muốn thực hiện biện pháp kia không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, cơ hội rất xa vời. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng dùng ngón tay gồ chán thấp giọng nói, bởi vì Nguyên Thiên Hạn đã bị trọng thương, sở dương gật đầu. Trong lòng suy nghĩ của hai người không thể nghi ngờ là giống nhau. Nhưng người nào cũng không có nói ra mà bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nếu là cho thư, họa, đi trước ám sát. Mạc Thiên Cơ cao mày nói, cái này tuyệt đổi không thể. Sở dương cười khổ nói, thư họa song vương cùng Nguyên Thiên Hạn thù sâu như biển, một khi đi ám sát, như vậy chính là cục diện không chết không thôi, mà thực lực hai bên bây giờ vượt qua chính thành là là thư họa xong vương chết, còn lại nửa thành bất quá là đồng quy vu tận, ta không đồng ý. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, điều này cũng có lý, quả thật là cơ hội quá nhỏ, một khi thất thủ, đả thảo kinh xà, thế cục còn xấu hơn. Hơn nữa, một khi phái người đi trước ám sát, nếu không thể thành công bức nguyên thiên hạn lộ ra chân thân. Như vậy, chi sợ còn có thể bị đổi phương đại làm văn, làm cho rất nhiều người cùng chung mối thù trong lòng vạn nhất cục diện trở lại như lúc trước bền chắc như thép vậy chúng ta quá bị động rồi sở dương nói cho nên nếu là muốn hành động chỉ có một lần cơ hội một lần cơ hội đem chuyện làm xong chính là đại công có thành nếu không thể làm được kết quả duy nhất chính là đả thảo kinh xà như vậy sợ là chúng ta trong tương lai mấy năm tới cùng sẽ bị giữ chân ở lại mặc vân thiên lâm vào chinh chiến lâu dài mà người chết cùng đều là người cửu trọng thiên khuyết Mạc Thiên Cơ thâm trầm nói, đúng, trọng yếu hơn là thời gian của chúng ta hiển nhiên là không chịu nổi. Sở Dương đồng ý gật đầu. Nguyên Thiên Hạn tiến vào Mạc Vân Thiên cày kế nhiều năm, ở bên cạnh hắn tất nhiên có không hề ít thiên ma cao thủ tồn tại. Mà những cao thủ này, thực lực tất nhiên cùng rất không yếu. Tối thiểu, cùng có thể có là từ thiên nhân tầng thứ trở lên, thậm chí còn là thánh nhân tầng thứ tu vi cùng không quá đáng. Mạc Thiên Cơ nói, nhưng hiện tại chiến đến đến bước này mà bên Thiên Ma, cao thủ trừ y lạc nguyệt do mộc soái xác nhận ra thì thủy trung không có tên nào hiện thân nữa đây là chuyện vẫn không rõ loại thiên ma cao thủ này sợ là không có được thủ đoạn ẩn nặc như nguyên thiên hạn vậy một khi toàn lực đánh giết sẽ lộ ra chân thân cho nên nguyên thiên hạn có thể không để cho bọn họ xuất động mạc thiên cơ trầm trọng nói nhưng điều này cùng nói rồ nguyên thiên hạn đối với thân phận của mình rất coi trọng nếu chúng ta lập kế hoạch tốt không thể ép hẳn tới tuyệt địa vậy hẳn liền sẽ không chân chính bị bại lộ đây là tự nhiên." Sở Dương nhàn nhạt gật đầu nói, "Hiện tại vấn đề khó khăn nhất là Nguyên Thiên Hạn tự thân thực lực thật sự rất mạnh, rất khó đối phó, mà bên chúng ta căn bản là cùng không có bất kỳ một cao thủ nào có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nếu là yêu hậu hoặc là Đông hoàng ở chỗ này thì tốt, chỉ cần hai người đó bất kỳ ai ra tay, chúng ta thêm chút phối hợp thì có thể rất nhẹ nhàng bức hắn hiện nguyên hình, vốn dĩ kỳ thực lực trước mắt của chúng ta, bàn về chiến lực cá nhân không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này." từng người chiến lực không thể làm được, thậm chí ngay cả việc hoàn toàn giữ chân được hắn cùng làm không được. Một khi địa thế không ổn, hắn bất cứ lúc nào có thể thoát thân mà đi, chúng ta căn bán ngăn không nổi hắn cố ý bỏ chạy. Mạc Thiên Cơ nói, đây là thứ nhất. Tiếp tục. Sở Dương trầm tư. Vấn đề khó khăn thứ hai, Nguyên Thiên Hạn hiện tại được ngàn vạn đại quân bảo vệ, trong đó cao thủ nhiều như mây. Chúng ta căn bản cùng không có cơ hội cùng hắn chính diện một mình quyết chiến, nếu tiến hành ám sát, nếu thích khách của chúng ta không cách nào trong thời gian ngắn bức hắn hiện ra chân thân, đám cao thủ của hắn sẽ chạy tới, đối với cái này chúng ta quả thực không có đối sách nào ổn cả. Tiếp tục đi." Sở Dương nhắm mắt gật đầu nói. "Vấn đề khó khăn thứ ba, Thánh quân lúc trước từng công khai tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Nguyên Thiên Hạn, trong đó nguyên do thật sự đáng suy nghĩ sâu xa." Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, "Trong chuyện này tất nhiên có nguyên nhân nhưng là gì thì chúng ta không biết. Vạn nhất ở thời khắc mấu chốt, thánh quân lần nữa từ vẻ ủng hộ nếu chúng ta khi đó vẫn không thể bức nguyên thiên hạn hiện ra thiên ma chân thân thì hậu quả rất nghiêm trọng rất có thể làm cho tất cả cố gắng của chúng ta toàn bộ trôi theo nước chảy cho nên ngay cả là không có chút biện pháp nào nhưng thời gian của chúng ta thật sự là còn không nhiều lắm mạc thiên cơ nghiêm mặt nói chúng ta phải đề phòng ngón này thánh quân có thể tỏ thái độ một lần nữa là có thể xuất thủ hai lần thậm chí là có thể có sự trợ giúp mang tính thực chất điểm này quả thật cần phải đề phòng Sở Dương khẽ thở dài một hơi nói, "Chương 2269, Thánh quân có phải thiên ma hay không? Bây giờ nhìn lại địa thế thật giống như là thật tốt, kỳ thực bất quá chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, không chung lâu cát." Mạc Thiên Cờ nhẹ giọng nói, "Bất kể là phản đối Mộc Thiên Lan, chửi rủa Mộc Thiên Lan, hay hoặc giả là phản đối Nguyên Thiên Hạn, hoài nghi Nguyên Thiên Hạn, sự kiên nhẫn của dân chúng Trung Quy là không lâu dài. Bọn họ luôn rất dễ dàng bị ngoại lực dao động, thay đổi." hơn nữa một khi thay đổi thì càng thêm dễ dàng mù quáng theo hướng đi mới đây là nhân tính nếu thật sự đến lúc vật cực tất phản thế tất binh bại như núi đổ một tiết này đồng dạng là không có chút đối sách nào chúng ta cho dù sử dụng tất cả thủ đoạn tạm thời giữ vừng loại dư luận này nhưng chúng ta thủy chung không phải là thần tiên tuyệt không có khả năng giữ vừng được lâu dài bọn họ một ngày nào đó sẽ tập mài thành thói quen mạc thiên cơ cười lạnh nói loài người tính thích ứng thật sự quá cường đại một tiết này thật khiến cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Nhất là đối với tình thế của chúng ta hiện tại lại càng là như vậy. Sở Dương không khỏi cười khổ. Mặc dù thừa nhận Mạc Thiên Cơ phân tích nhân tính rất có đạo lý nhưng hiện tại, nhưng thật sự không là lúc phân tích nhân tính. Mặc dù Mạc Thiên Cơ làm ra phân tích chính là để nhìn nhận chiến cuộc trước mặt nhưng Sở Dương nghe trong lòng vẫn không thoải mái. Ngay cả Sở Dương nghe cảm giác được không thoải mái, như vậy một khi bị người khác nghe thấy được, đó là chân chính dao động lòng quân. Sở Dương sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, trong nháy mắt nghiêm nghị, thậm chí có chút ít trầm trọng nói ra một cái vấn đề. "Thiên Cơ, ngươi nói." Sở Dương trầm trừ trước câu, chỉ hoàn nói, "Vị thánh quân đại nhân kia có thể hay không cũng là thiên ma, thậm chí có thể." Mạc Thiên Cơ thoáng cái trợn tròn cặp mắt nói, truyền âm nói đi. Sở Dương cười khổ nói, "Thật ra thì ta đối với chuyện này đã tự định giá thật lâu, vì sao năm đó Tử Tiêu Thiên để Tử Hào độc thân chồng lại thiên ma?" thánh quân bất kể không hỏi đến. Vì sao từ tiêu thiên để, ngũ đại hộ vệ toàn bộ chết ở trong khu vực của thánh quân? Vì sao thánh quân từ đó về sau lại cùng đông hoàng phát sinh chiến đấu? Vì sao nguyên thiên hạn thân là thiên ma mà lại được hắn che chở như vậy? Một người nếu là có thể đủ đi đến vị trí như thánh quân vậy, chẳng lẽ thật sự là người hồ đồ sao? Sở dương cao mày hỏi. Mạc thiên cơ nhíu mày, khó khăn tự hỏi. Cái vấn đề này hắn suy nghĩ đích xác là có chút khó khăn bởi vì sở dương nói những lời này thật sự là có chút trần động mặc dù lúc trước mạc thiên cơ trong lòng cũng có suy đoán nhưng thói quen của hắn là nếu không có nắm chắc thì tuyệt không nói ra miệng cùng chỉ hắn tự mình một người lục lọi tính toán nay chợt bị sở dương đem vấn đề đủ để nổ thiên địa này đặt ra chỗ sáng mạc thiên cơ cùng có chút ứng phó không kịp muốn nói rồi lại thôi hơn nữa mạc thiên cơ hiểu sở dương hiện tại sở dĩ đột nhiên nói lên cái vấn đề này chính là muốn mình đứng ở góc độ đối lập đi phân tích luận chứng để chứng minh thánh quân không phải là thiên ma đây không thể nghi ngờ là càng thêm rất nhiều khó khăn chính mình cho là mạc thiên cơ trên trán chảy ra mồ hôi không tự chủ được đưa tay lau một cái nói thánh quân hẳn là không phải là thiên ma hẳn không phải là những lời này nói ra cực kỳ miễn cường sở dương rất không hài lòng nói chứng cớ đâu mạc thiên cơ đảo cặp mắt trắng già cơ hồ muốn mắng chửi người suy nghĩ người nói hắn là thiên ma nhưng ngươi có chứng cớ không đây? Không phải làm khó ngươi sao? Nhưng những lời này dĩ nhiên không thể nói ra được. Nếu mình thật nói ra, Mạc Thiên Cơ không nghi ngờ chút nào Sở Dương sẽ tại chỗ đánh cho mình một trận. Bởi vì hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tranh cài. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ. Chứng cớ đâu? Sở Dương lần nữa rất chân thành hỏi. Sở Dương biết, Mạc Thiên Cơ chính là một người như vậy, có một số việc cần bức bách hắn đi tìm. Như vậy, cho dù hoàn toàn không có lý do gì, Mạc Thiên Cơ cũng có thể tìm ra lý do, câu danh ngôn vô lý cuối ba phần, kia chính là ở trên người Mạc Thiên Cơ phát dương quang đại, mà sở dương hiện tại, tạm thời, ít nhất ở dưới mắt cần một lý do như vậy, cho dù là vô trung sinh hữu, cho dù là không chịu nổi phải cài lại, hay là chỉ là phán đoán, cùng có thể. Mạc Thiên Cơ nghe vậy cao mày, khó khăn suy tư châm trước. Trên thực tế, kể từ ngày đó, khi Thánh Quân nói Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma ma nghiệt, Mạc Thiên Cơ cùng đã nghi ngờ đối với thân phận của Thánh Quân là một người mưu sĩ hợp cách vốn là nên suy nghĩ chu toàn coi như là khả năng hoang đường hơn nữa cũng không có thể bỏ qua nhưng thánh quân tại cửu trọng thiên khuyết này lý do đệ nhất nhân nếu như ngay cả hắn cũng bị hoài nghi nếu như ngay cả đệ nhất nhân này đều có thể là thiên ma hóa thân như vậy cửu trọng thiên khuyết còn có thể có hy vọng gì nữa mạc thiên cơ mặc dù biết rổ thánh quân có hiểm nghi nhưng vẫn bắt buộc bỏ qua cái đầu mối này đây cùng là lý do lúc trước trong một loạt lời đồn đài cùng không có chất vấn thánh quân vì sao nói nguyên thiên hạ không phải là thiên ma chứng cứ đâu đó là một cái cấm khu nhưng giờ phút này sở dương đang rất rõ ràng chất vấn cấm khu này một hồi lâu sau mạc thiên cơ mới nói nếu như nhất định phải nói như vậy cùng là có vài điểm có thể chứng thật thánh quân không phải là thiên ma sở dương ánh mắt sáng lên nói nói một chút thật ra thì sở dương trong lòng không hy vọng thánh quân là thiên ma thà rằng tin tưởng thánh quân chi là bởi vì bị che đậy hay hoặc là bởi nhân tố đặc biệt nào đó So sánh với việc Thánh Quân là Thiên Ma vẫn tốt hơn. Lý do thứ nhất rất đơn giản, cùng rất khách quan, Thánh Quân ban đầu chính là được công nhận là thiên khuyết đệ nhất cao thủ, ban đầu do hắn chủ trường thiên khuyết, cùng không phải là do hắn đức cao vọng trọng, đức hạnh hơn người như thế nào mà là vô lực của hắn chính là tuyệt đối thứ nhất, không người nào có thể kịp. Cửu đế nhất hậu trở xuống, không có ai là đối thủ của hắn. Cho nên, mới để cho hắn chiếm cứ vị trí Thánh Quân này. Mà hắn lúc ấy nếu như là Thiên Ma, đại khái có thể đem cửu đế nhất hậu toàn bộ giết hết đi, hủy diệt hết tinh anh của cửu trọng thiên khuyết. Cho dù không đủ lực, không thể toàn bộ giết chết, nhưng kiểm cớ nói ẩu một hai lần cùng sẽ không là cái gì đại sự tình. Dù sao ngày đó cửu đế nhất hậu bất quá là một số đứng đầu võ giả mà thôi, không phải là vương giả quyền nghiêng nhất phương như hôm nay. Bởi vì đó là cuộc chiến sinh tử. Nếu là nói như vậy, cửu trọng thiên khuyết tất nhiên thực lực đại tổn. Mà thánh quân cùng không có làm như vậy, thành toàn cho họ thành cửu đế nhất hậu. Đây là thứ nhất, mạc thiên cơ vừa nói vừa từ từ sửa sang ý nghĩ của mình châm trước dùng từ sở dương yên lặng gật đầu điểm thứ hai chính là thập phương thiên địa cửu trọng thiên khuyết kỳ thực chính là do thánh quân tự mình quy định ra điều này thật sự là cần thông thiên cự đại thần thông hạng nhất hơn nữa thập đại thiên địa trừ trung cực thiên ra đều tự có một mảnh nhào cương vực xảo diệu liên tiếp mà vị trí liên tiếp này rất vi diệu chính là tiếp giáp tử tiêu thiên mạc thiên cơ lấy ra một tờ bản đồ tại trên địa đồ chi ra mấy vị trí này. Sở Dương chăm chú nhìn, sắc mặt cũng trở nên có chút nghi ngờ. Những thứ này hoàn toàn có thể nói rõ. Thánh quân ban đầu khi phân chia thập đại thiên địa mục đích thực sự, thứ nhất là để cho thiên khuyết thành quy phạm, có sự quản lý nghiêm khắc và thống nhất, còn có một lý do rồ ràng và trọng yếu còn lại là phòng bị thiên ma xâm lấn. Mạc Thiên Cơ trầm tư, nói, đây là một phòng vệ trận thế tương đối chắc tuyệt, ngay cả ta tự mình định đoạt chỉ sợ cùng không hơn gì cái này cửu trọng thiên khuyết thật sự là quá lớn muốn hoàn toàn thống nhất căn bản không thể nào sở dương tỉ mỉ nhìn nói cùng không hẳn vậy nếu thiên ma xâm lấn các đại thiên địa phái ra binh mã đúng là từ nơi này đi chính là con đường nhanh nhất nhưng ngược lại nếu thiên ma thật sự có thể xâm lấn các đại thiên địa con đường này cùng không phải là lối đi nhanh nhất cho chúng sao làm như vậy rất khó nói là dễ dàng cho ai mạc thiên cơ cười cười nói lào đại trong lòng ngươi nhận định thánh quân có vấn đề vô cùng cố chấp nên đánh giá như vậy cùng là bất công. Thiên ma ban đầu chỉ đối phó một tử tiêu thiên, mà đã giao ra giá khổng lồ như vậy. Đến trăm vạn năm sau vẫn không thể nhúc nhích, nơi nào có thực lực đồng thời đối phó với thập đại thiên địa hợp lực đây. Nếu chẳng phân biệt được nhau, thiên ma hoặc là còn có thể được coi là cái họa tâm phúc. Nhưng nếu là tách ra tiến công, thiên ma bộ chúng biến thành tôm tép nhãi nhét, sao có thể chịu được một kích? Mạc thiên cơ hừ một tiếng nói hiển nhiên đối với việc sở dương trong trứng gà chọn xương rất bất màn. Nếu không phải có 10 phần căn cứ chính xác, mình tại sao lại nói như vậy? Còn có một chút, cùng là một điểm tối trọng yếu. Thánh quân từ khi thượng vị tới nay, trừ năm đó trong sự kiện tử tiêu thiên gia, trong những năm này, cửu trọng thiên khuyết toàn thân thực lực, bao gồm nhân khẩu cùng với số lượng cao thủ so sánh với trăm vạn năm trước, tăng thêm không chi gấp 10 lần. Bất kể là tài lực hay là nhân lực, hoặc là cao thủ tu vi, Mạc Thiên Cơ nói, toàn bộ cùng là chiến lực thực sự. Từ điểm này mà nói, Thánh Quân đối với Cửu Trọng Thiên khuyết thật sự là có công lớn. Sở Dương ngoi ruột gan, tìm kiếm sơ hở, lại phát hiện ra không cách nào phản bác, không thể nào phản bác được mà không khôi buồn bực. Nói, theo ngươi phân tích như vậy thì Thánh Quân thật ra là một người tốt. Ít nhất là Thiên Khuyết đại công thần, nhưng đã như vậy, ban đầu Tử Tiêu Thiên một mình huyết chiến lại có chuyện gì xảy ra? Hiện tại làm sao lại đi trợ giúp Nguyên Thiên Hạn, là có chuyện gì xảy ra? điều này cùng nói không thông a. À. Nếu là thánh quân là người tốt, một lòng vì thiên khuyết mà suy nghĩ, như vậy, chẳng lẽ tử tiêu thiên đẻ tử hào cùng đông hoàng tuyết lệ hàn, ngược lại thành bại hoại sao? Sở dương dùng sức lắc đầu nói, mặc dù tiếp xúc nhau không nhiều lắm nhưng ta cho là, hai vị đế quân này tuyệt đối không phải là tiểu nhân hèn hạ. Càng thêm sẻ không cùng thiên ma, có bất kỳ liên lạc nào, điểm này không cần chất vấn. Mạc thiên cơ trầm trọng nói, ta mặc dù khẳng định thánh quân có cống hiến lớn lao cho cửu trọng thiên khuyết, đúng là thiên khuyết công thần nhưng khẳng định cùng không nói gì. Thánh quân là người tốt. Mạc thiên cơ lộ ra một cái nụ cười mỉa mai nói, từ cổ trí kim, người có thể đi lên vị trí bực này. Thậm chí là ở hạ tam thiên, vua của một nước. Cùng sẽ không có một người nào tốt cả. Công thần và người tốt hoàn toàn là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Người tốt, thật sự khó có được địa vị cao. Nếu nói đế vương tâm thuật, cho tới bây giờ không chi là như thế mà thôi. Chương 2270, tiến cảnh quá chậm. Có lẽ, Tử Tiêu Thiên để tự hào trong xương là một người tốt. Mạc Thiên Kỳ trên khẽ thở dài một cái nói, cho nên, hắn ngay cả đã đến Thiên Đế Tôn sư nhưng cũng khó tránh khỏi phải chết oan chết uổng. Sở Dương trầm mặc, một hồi lâu sau đột nhiên rất chân thành hỏi nói, "Thiên Cơ, ngươi là người tốt sao?" Mạc Thiên Cơ giận tím mặt nói, "Mẹ kiếp, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Châm chọc ta phải không?" Sở Dương cười ha ha. Thật ra thì trong chúng ta, trừ khinh vũ hòa thuận vui vẻ ra nào có ai là người tốt, có ai dám nói mình là người tốt. Ai dám? Mạc Thiên Cơ nói lời này hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Sở Dương thở dài thật sâu rồi nhẹ giọng nói, giang hồ chi lộ chưa từng có người tốt. Cho dù là chúng ta những người này, đều đã không biết khiến cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tội nghiệp đã sớm dưới chân xương trắng từ lâu trồng chất thành núi rồi. Chỉ cần có thể cầu không thẹn với lương tâm thì cũng thì thôi sở dương bùi ngùi nói mạc thiên cơ một câu nói người tốt người xấu thật ra lại khiến sở dương không khỏi cảm khái mạc thiên cơ trầm mặc một hồi lâu lại đem đề tài giật trở về nói thánh quân hoặc là đã từng làm rất nhiều chuyện sai nhưng ta cho là hắn tất nhiên có lý do của mình chưa chắc là có thể để người thấy được nhưng trung quy là có lý do mạc thiên cơ trầm mặc một hồi lâu lại đem đề tài giật trở về nói thánh quân hoặc là đã từng làm rất nhiều chuyện sai nhưng ta cho là hắn tất nhiên có lý do của mình chưa chắc là có thể để người thấy được nhưng trung quy là có lý do một đời trí cao vương giả nếu là thiên ma hóa thân như vậy cửu trọng thiên khuyết này hoặc là đã sớm không tồn tại hay hoặc là đã sớm biến thành thiên ma địa vực rồi mạc thiên cơ nói điểm này chính là lý do cường đại nhất của ta chuyện được copy tại sở dương chỉ có thể gật đầu mạc thiên cơ với lý do này không thể nghi ngờ là rất cường đại không thể nghi ngờ không thể dung chuyển đã như vậy, như vậy vì sao lại che chở Nguyên Thiên Hạn, năm đó chuyên tử Tiêu Thiên cũng có thể tạm thời đè xuống, trong lòng bỏ đi được một tảng đá lớn lớn nhất. Nếu chúng ta đối với điểm này đã có nhận thức chung, như vậy dưới mắt mục đích khẩn yếu nhất chính là trước tiên bắt tay vào bố trí giết chết Nguyên Thiên Hạn. Sở Dương hít một hơi nói, ta sợ nhất cũng không phải là Nguyên Thiên Hạn, mà là sau khi giết Nguyên Thiên Hạn, nếu Thánh Quân thật sự là Thiên Ma, như vậy bọn chúng ta đã phá vỡ kế hoạch mà Thiên Ma đã an bài không biết bao nhiêu năm rồi nếu là vì vậy mà khiển cho đối phương hạ thủ, lấy thực lực của chúng ta hiện nay căn bản là không có thể kháng cự được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta còn cần thời gian để trưởng thành. Sở dương rất là bất đắc dĩ cười một chút nói. Mạc thiên cơ thở dài, bất đắc dĩ nói, đích xác là như thế, vạn nhất thánh quân thật sự là thiên ma hóa thân, chúng ta bây giờ thật chịu không nổi sự trả thù của hắn. Sở dương dứt khoát, nói, nhưng hiện tại, cũng đành đem cái băn khoăn này để đó đã. Trước tiên đem nguyên thiên hạn giết chết rồi nói sau giết chết. Sở Dương nói rất đúng giết chết, bước kể tiếp kế hoạch trọng điểm là giết chết. Giết chết cũng không giống với vạch trần, phá vỡ, khó có thể mượn được ngoại lực, nhất định phải có một hoặc mấy người tự mình động thủ. Với thực lực của Nguyên Thiên Hạn, như thế nào dễ dàng? Giết chết được hắn, đây không thể nghi ngờ là một cái nan đề thật lớn nhưng cái vấn đề khó khăn này, mình làm cửu kiếp trí năng, đó chính là việc nhân đức không nhường ai, nghênh khó khăn mà lên. Mạc Thiên Cơ không nói thêm gì nữa nhưng lâm vào trầm tư muốn đem nguyên thiên hạn ở dưới tình huống trước mặt bức ra nguyên hình đã là so với lên trời còn khó hơn mà sau khi bức ra nguyên hình thì hắn tất không tiếp tục cố kỵ sẽ càng thêm kinh khủng muốn giết chết hắn khó khăn tăng thêm đâu chỉ gấp đôi được mấy ngàn vạn đại quân bảo vệ cao thủ nhiều như mây lá bài tẩy chỉ sợ vẫn còn rất nhiều chưa chưa từng lấy ra nguyên thiên hạn bản thân thực lực lại vượt xa bọn họ còn muốn suy nghĩ đến việc nguyên thiên hạn với thân phận đặc dị bình thường sẽ không dễ dàng thân lâm chiến tràng làm sao giết chết được đây trong phút chốc mạc thiên cơ trong đầu đã thay đổi ít nhất ba bốn chục kể sách nhưng từng cái suy luận lại vì nhân tố này nọ sơ hở lý do mà không có thể thành lập sở dương lén lút đi ra ngoài chỉ còn lại có mạc thiên cơ một người ở trong liều minh tư khổ tưởng phương diện này là sở trường của mạc thiên cơ cho dù là sở dương cũng không có thể nhúng tay vào tùy tiện tham dự chỉ quấy dày mạc thiên cơ mà thôi không có lợi nói về sở ngự tọa lúc này hồn nhiên không có cảm thấy có áp lực gì thậm chí cũng không suy nghĩ xem Nguyên Thiên Hạn có thể bị giết hay không, làm sao giết mà chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng tự tại, sảng khoái khó được. Trước kia Mạc Thiên Cơ không ở bên người, đoạn thời gian kia phải động đầu óc khiển mình quá vất vả, hiện tại thằng này rốt cục ở bên người rồi, dĩ nhiên là phải đem những chuyện này toàn bộ giao cho hắn, mình thanh nhàn rồi. Mình một thân dễ dàng uống chút rượu vào không phải là càng thêm lanh lẹ sao? Dĩ nhiên lựa chọn như thế cũng là do Sở Dương tin tưởng, Mạc Thiên Cơ nhất định sẽ có biện pháp, tuyệt đối sẽ có biện pháp khi đi ra lều, sở ngự tọa cảm giác đầu óc đang hỗn loạn bị một cơn gió lạnh, đột nhiên xuất hiện thổi qua, trong phút chốc rất một thoải mái thầm nghĩ, ngươi nha thằng khốn kiếp kiếp trước kia mai phục lão tử muốn giết ta ư, đời này nếu không hào hào nghiền ép ngươi xuống, thật sự là không phải ta nữa. Phía ngoài, vẫn là nhất phái khí thế ngất trời. Các huynh đệ mới vừa gặp mặt đánh nhau chính là hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Hiện ở giữa sân giao thủ chính là hai đôi, ngạo tà vân cùng nhuế bất thông, hai người đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại, kỳ mặc cùng la khắc địch đánh nhau, hai bên đã biến thành hai cái đầu heo rồi. Cố độc hành, đồng vô thương hai lào ca này hai tay chắp sau lưng ở một bên xem chiến. Tạ Đan Quỳnh tạm thời không có đối thủ, không có đối thủ chẳng khác nào không có xếp hạng, vẻ mặt dầu dĩ không vui. Bang bang hai tiếng, ngạo tà vân một cước tàn bạo đá vào tiểu phúc nhuế bất thông cùng lúc đó trên lồng ngực, cũng bị nhuế bất thông đánh cho một cái trọng quyền. Hai người đồng thời giống như hồ lô lăn ra hai bên, nhưng ngay sau đó lại tung mình đứng lên lần nữa đánh nhau thành một đoàn sau đó lại phù phù lăn trên mặt đất hiện tại tràng diện này tuyệt đối không giống như là hai thánh nhân trung cấp cao thủ chiến đấu trái ngược là như hai tên du côn lưu manh đang vì nửa lượng bạc mà đánh nhau ngươi chết ta sống nếu những thánh nhân tầng thứ cao thủ khác nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ xấu hổ hai thánh nhân cường giả này tối thiểu trước mắt hai tên này nên bị xóa tên trong hàng ngũ thánh nhân thánh nhân cường giả không chỉ có cao thâm tu vi mà còn phải có một chút đức hạnh những người trước mắt này còn có đức hạnh sao? Tình huống bây giờ thế nào? Người nào trước người nào sau a? À? Sở Dương nhách miệng hỏi cố độc hành. Lão Tứ đã được sinh ra, gia hỏa này hắn đã lên được một bậc. Cố độc hành nhìn đồng vô thương bên kia bĩu bĩu môi nói, về phần lão ngũ và tiếp sau vân đang lục tục sinh ra. Người trên mặt đất phân không rõ diện mục, không sai biệt lắm cũng không biết ai là ai, môi người cũng là mặt sưng phủ thành đầu heo. Theo bản năng nhổ nước miếng rồi mới lên tiếng nói, dường như có chút thảm thiết a à, cố độc hành bĩu môi nói lão đại ngươi hôm nay nhìn nhầm rồi đám người này hạ thủ đều biết chừng mực đừng xem bọn họ đánh nhau giống như rất thê thảm thật ra thì cả đám đều không có đả thương gần động cốt ngay cả một chút xíu nội thương cũng không có cứ đánh như vậy có thể đánh ra kết quả gì nếu là thật đang liều mạng thì mới vừa rồi đồng vô thương mới xem như chân tài thực liệu đồng vô thương hừ hừ nói bọn họ làm gì ta cũng không quản chỉ cần bọn họ gọi ta là ca được bị thương thì coi là cái gì Mặt mũi, đây chính là mặt mũi A. Sở dương cười. Gia hỏa này yêu cầu thật thấp, bất quá cuối cùng nói cũng có lý. Nếu nói không làm nhà không biết củi gạo quý, sở dương quen làm lão đại rồi, nên nào có thể hiểu được tâm tư của những huynh đệ khác đây. Một vòng này đánh suốt một đêm rốt cục phân ra thắng bại kết quả. Lúc trước tạ đan quỳnh vẻ mặt bất hứng nhưng vì dĩ dật đãi lao. Sau khi bốn người kia đánh sức cùng lực kiện, dậu đổ bìm leo khiêu chiến nên kết quả rất rõ ràng toàn thắng cho nên tên tiểu gian cự hoạt mưu tính sâu xa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xếp hạng thứ năm ngạo tà vân xếp hạng thứ sáu kỷ mặc đánh lén thành công đạt được vị trí thứ bảy la khắc địch còn lại là xếp hạng thứ 8. nhuế bất thông ủy khuất nhất bị kỷ mặc đánh lén lại bị la khắc địch bỏ đá xuống giếng cuối cùng bị tạ đan quỳnh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bi kịch vạn phần xếp hạng cuối cùng nghiến răng nghiến lợi không phục nhưng lão đại đã lên tiếng định luận cũng chỉ có thể thuận vị như thế mà thôi đáng thương cho nhuế bất thông từ đó chân chính lưu lạc trở thành lão yêu, ở trong cuộc sống sau này không ngừng nghe hô to gọi nhỏ, "Lão yêu, cho ca ca ta chén trà. Lão yêu, tiểu tử ngươi đứng vững cho ta, nghe thất ca ta huấn thị đây, nghe ca ca của ngươi nói khuôn vàng thước ngọc. Lão yêu, tới đây, bát ca ta tìm ngươi có việc." Nhưng bất kể thế nào, xếp hạng các huynh đệ coi như là bắt đầu tò ngày hôm nay chính thức định xuống, không bao giờ được lộn xộn giống như trước nữa trước kia luôn làm cho người ta có một loại cảm giác không rõ nguyên do mà ngán ngẩm nhưng từ đó về sau cuối cùng là mỗi người cũng không lung tung đặt cho mình thêm danh phận nữa bởi vì nhất định là có người phản đối mà nếu muốn vươn đi lên thì hết lần này tới lần khác lại chọc không nổi người trên đó thật lòng đánh không lại a à, Mạc Thiên Cơ thở phào chậm rãi đi ra thấy sắc mặt của hắn Sở Dương trong lòng yên tâm nhìn vẻ kia khẳng định là đã nghĩ ra biện pháp trí năng không hổ là trí năng sau này có chuyên như vậy cứ giao cho hắn là được. Chúng ta hiện nay thực lực đang có vẫn có chút không đủ lớn. Mạc Thiên Cơ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào đám đồng vô thương. Cố Độc Hành nói, đám người này tiến cảnh thật sự quá chậm. Khi lên thiên khuyết cả đám đều đã có tu vi địa cấp, cho tới bây giờ suốt 2 năm qua mới tăng lên tới tình trạng hiện tại vậy, rõ ràng là có được kỳ ngộ tốt như vậy, không khí gia tăng tu vi tốt như vậy mới có được điểm tu vi như vậy, quá mất mặt đi. Chúng ta nơi này toàn bộ liên thủ đối địch chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nguyên thiên hạ điểm này là vấn đề lớn nhất tiến cảnh quá chậm suốt hai năm mới từ địa cấp tăng lên tới thánh nhân trung cấp tầng thứ một câu nói kia để cho đám mộc thiên lan cùng mộng vô nhai vân chú ý đến động tĩnh bên này cơ hồ một búng máu phun ra ngoài